Thời tiết ngày càng lạnh hơn, tuyết cũng đã rơi nhiều nơi. Hôm nay Sở Thanh Hoàng và Phù Thương lại đi dạo ngự hoa viên. Cô đang mang thai nên cũng tránh việc đi lại nhiều, chỉ là dạo một chút rồi ngồi nghỉ chân. Sở Thanh Hoàng lấy sách ra đọc cho thêm kiến thức, sau này dễ bề cai trị đất nước. Phù Thương cũng ngồi cạnh dùng cơ thể to lớn của mình chắn gió giúp cô. Được một lúc thì anh quay sang bắt chuyện, chớp mắt cái đã qua 3 tháng rồi, đến cả tuyết cũng rơi rồi, thật là nhanh quá đi. Sở Thanh Hoàng thôi đọc sách, chăm chú nhìn Phù Thương, "Đúng thế nhỉ?" thời tiết tốt như vậy nếu bên cạnh có một mỹ nam chơi đàn vẽ tranh thì tốt quá rồi sở thanh hoàng chỉ muốn trêu phù thương để xem phản ứng của anh thế nào ấy vậy mà phù thương không hề ghen tuông rất dịu dàng đáp lại bệ hạ nói đúng sở thanh hoàng còn muốn thử thách phù thương hơn cô lại gần rồi nâng cầm anh lên và nói chỉ nói miệng thôi thì không được đâu phải dùng hành động thực tế để chứng minh đi lời nói này không làm phù thương lúng túng anh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của cô ta là người của bệ hạ bệ hạ muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đấy chỉ muốn trêu một chút thôi mà phù thương lại nghiêm túc đến vậy làm sở thanh hoàng khó xử cô gạt chuyện này sang một bên rồi vui vẻ vuốt ve phù thương ý ta là mỹ nam chẳng có phải không hả phù thương không buồn chút nào anh vẫn tươi cười bệ hạ cứ coi như ta không phải mỹ nam đi nhưng mà mỹ nam trên thiên hạ này đều là của bệ hạ cả mà nàng lo gì nói rồi phù thương bảo sở thanh hoàng giữ im lặng anh cẩn thận cúi xuống sờ vào bụng của cô phù thương dường như đã phát hiện ra điều gì đó nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh sở thanh hoàng cũng hốt hoảng sao thế phù thương vừa vuốt ve vừa nói nàng đừng cử động hình như ta vừa nghe thấy bảo bối đạp rồi sở thanh hoàng ngạc nhiên hỏi lại không phải chứ sao ta chẳng cảm thấy gì cả đúng vậy cô mang thai nhưng còn chưa cảm thấy điều gì thì phù thương đã biết được rồi anh nhìn cô cười bảo bối kháng nghị trong bụng rồi con bé nói chỉ muốn một người cha thôi hóa ra phù thương vẫn còn suy nghĩ chuyện này anh chẳng qua là muốn đánh lừa cô một chút để trêu lại mà thôi nghe vậy sở thanh hoàng phì cười chàng có thể nghe được con bé nói chuyện sao Phù Thương gật đầu khoái chí, tất nhiên rồi, đây là áo bông nhỏ của ta đó nha. Sở Thanh Hoàng bèn hỏi, nói vậy là chàng muốn có con gái sao? Phù Thương không trực tiếp trả lời, mà chỉ bảo cô sinh trai hay gái đều được. Sở Thanh Hoàng bỗng khựng lại, cô vẫn luôn lo âu chuyện trai gái, đại loại đã mang thai rồi đều sẽ yêu hết. Hy vọng đứa bé sẽ là con trai, có thể chịu đựng khó khăn áp lực. Cũng lại hy vọng rằng đứa bé sẽ là con gái, khiến cho địa vị của phụ nữ ở Tây Tề tăng thêm một bậc. Phù Thương không nỡ để nương tử của mình lo âu như vậy, anh vội tìm cách làm cô vui, ta có cách có thể giải quyết phiền não của noãn noãn. Sở Thanh Hoàng tò mò, có thể giải quyết thật sao? Phù Thương bật cười, nàng cứ sinh thêm vài đứa nữa, ai có năng lực thì người đó sẽ đăng cơ, bất kể là nam hay nữ, nhưng mà cô lại xị mặt ra, thì cũng đâu phải là chàng sinh con đâu, sao nói dễ dàng vậy? Phù Thương bảo anh không sinh con được nhưng vẫn có thể chăm sóc con mà. Nếu Sở Thanh Hoàng có sinh thêm vài đứa nữa, anh vẫn có thể lo được tất. Nhưng cô lại không cho rằng như thế, nói thì dễ làm thì khó hai người đang nói chuyện rôm giả thì thái dám đến bẩm chuyện bệ hạ vinh vương à không có gì sở thanh hoàng vẫn rất để ý cô cao mày hỏi lại đợi đã vinh vương làm sao hả thái dám lúc này mới dám nói tiếp vinh vương cầu bệ hạ làm chủ hôn cho vân giao quận chúa thế là cô trở về phòng triệu vinh vương đến hỏi chuyện ông ta vừa đến đã trực tiếp vào chủ đề chính ngay bệ hạ vân giao đã hơn 17 tuổi nếu còn chậm trễ nữa sẽ trở thành một bà già mất xin bệ hạ hôn phối cho ôn trạm ôn thị lang và tiểu nữ sở thanh hoàng nghe xong bỗng ngạc nhiên ôn chạm tại sao lại nhìn chúng hắn vinh vương cười bảo làm đối tượng hôn phối của tiểu nữ ôn chạm chính là sự lựa chọn tốt nhất cô cũng ngầm thừa nhận ôn chạm quả đúng là vậy chỉ là xuất thân của hắn có phần thấp hơn một chút vinh vương đồng ý là vậy từ xưa đã có nhiều ví dụ về việc các công chúa gà cho các trạng nguyên xuất thân từ gia đình nghèo huống hồ ôn chạm hiện đã là thị lang hộ bộ không được tính là thấp sở thanh hoàng cười xem ra hoàng thúc hôm nay đã có sự chuẩn bị mới tới nếu đã như vậy thì chậm sẽ thay mặt hoàng thúc hỏi ý kiến của ôn trạm xem sao đa tạ bệ hạ lão thần xin cáo lui phù thương giờ mới lên tiếng vinh vương có mắt thật tính cách của vân giao quận chúa đơn thuần bước chân vào quan thần thế ra nhiều thế thiếp e rằng sẽ khó mà tránh khỏi bị bắt nạt dù cho không dám nhưng việc sống giữa những thế lực phức tạp sẽ buồn bã không vui vẻ gì sở thanh hoàng cũng đồng ý việc này được rồi cả đế đô này ai dám bắt nạt con gái của vinh vương phủ chứ lão hồ ly vương vinh này không biết trong lòng đã sàng lọc bao nhiêu lần mới chọn chúng ôn trạm sau đó sở thanh hoàng cho gọi ôn trạm đến vừa thấy anh cô đã quan tâm hỏi bên ngoài lạnh không ôn trạm cũng nhanh nhẹn trả lời lạnh tình trạng thân thể hiện tại của bệ hạ đặc biệt vẫn nên ở tại tẩm cung cho an toàn đừng để bị nhiễm phong hàn nghe vậy cô liền gọi ôn trạm bên này có lò ngươi tới đây sửa lửa chút đi ôn trạm liếc nhìn phù thương rồi trần trừ chuyện gì vậy hôm nay bệ hạ dịu dàng quá lẽ nào định lấp đầy hậu cung không thể nào đâu hoàng phu phù thương này thất bại tới vậy sao phù thương thấy ôn trạm không có phản ứng gì anh cao mày nhắc nhở bệ hạ bảo ngươi tới sửa lửa ngươi không nghe thấy sao ôn trạm đành phải tới chỗ sở thanh hoàng cô chỉ tay rồi bảo anh cứ ngồi đây đi ấm lắm ôn trạm lúng túng thật ra thần cũng không lạnh lắm chỉ là chút gió đông có là gì sở thanh hoàng bèn hỏi trẫm cũng đâu có ăn thịt ngươi căng thẳng làm gì ôn trạm chỉ là sợ hoàng phu phù thương đại nhân ghen tuông lại gây khó dễ nên mới rón rén như vậy sở thanh hoàng đảm bảo rằng ôn trạm sẽ không bị gì anh mới dám ngồi xuống có câu này của bệ hạ thần yên tâm rồi khi anh vừa ngồi ngay ngắn sở thanh hoàng mới hỏi tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, người nhà có phải đã bắt đầu dục kết hôn rồi không? Ôn chạm toát cả mồ hôi, có dục một lần. Sở Thanh Hoàng liền hỏi tiếp, trong lòng ngươi đã có cô nương nào chưa? Ôn chạm lo lắng ra mặt, bệ hạ hỏi ta cái này làm gì, không phải thật sự lại muốn để ta làm thị quân đó chứ? Ta tạm thời không có. Thế là Sở Thanh Hoàng nhanh miệng chốt luôn. Bà nãy Vinh Vương có vào cung muốn ngươi làm con rể của hắn. Việc này ngươi thấy sao? Ôn chạm nghe xong hốt hoảng hét lên, cái gì? Vinh Vương ư? ôn chạm vẻ mặt đau khổ ấm ức hỏi sở thanh hoàng. Tiểu quận chúa của vinh vương phủ không, không không, thần không xứng. Thấy bộ dạng lúng túng từ chối của ôn chạm, sở thanh hoàng cũng không khỏi đắn đo. Cô uống một ngụm trà rồi nói tiếp, vinh vương nhìn chúng ngươi rồi, tiểu quận chúa cũng không có ý kiến gì, ngươi khước từ cái gì chứ. Ôn chạm vẫn không muốn chấp nhận yêu cầu này, bệ hạ chuyện này thật, thật sự là quá đột ngột. Thần chưa có tâm lý chuẩn bị gì cả. Mặc dù ôn chạm có tìm bao nhiêu lý do để từ chối mối hôn sự này, thì sở thanh hoàng vẫn phớt lờ, nó không sao mà, ngươi nghĩ kỹ rồi tự mình đi nói với Vinh Vương là được. Vinh Vương để chấm ban hôn, chấm chỉ là mai mối cho các ngươi, chuyện hôn nhân đại sự trung quy cũng không thể cưỡng cầu. Ôn chạm nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn thắc mắc không hiểu vì sao Vinh Vương lại nhìn chúng mình. Thấy vậy sở thanh hoàng cũng giải thích để anh bớt tò mò. Vinh Vương muốn để con gái mình gả cho một người không có thê thiếp, không cần phải đấu đá lục đục, một người con rể đơn thuần đáng tin cậy mà không có vướng bận lợi ích gì cả. Ôn chạm cũng ngầm hiểu ra, xem ra người mà vinh vương muốn tìm là một người trung thành sở thanh hoàng vội bác bỏ câu này sai rồi vinh vương không giống với những thân vãng khác không cầu vinh quang trắng lệ chỉ mong đơn giản yên bình ôn chạm lo lắng dù sao thì vân giao quận chúa cũng đã yên bình rồi thần sợ là thần sẽ không được yên ổn nữa sở thanh hoàng cũng không muốn bắt ép ôn chạm làm theo ý mình cô cũng thông thả để anh có thời gian quyết định dù sao thì ta cũng đã chuyển lời rồi ngươi tự mình xem xét lui xuống đi vâng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế trên đường trở về ôn chạm cứ băn khoăn mãi sao con người lại phải thành thân chứ người khác có lẽ nên như vậy nhưng ta thực sự không phù hợp tự ca tự bay nhảy tùy ý tự do thoải mái không bị ràng buộc đây mới là cuộc sống mà ta mong muốn đang suy nghĩ thì ôn chạm gặp phải vinh vương cũng đang ra về ông ta đang ngồi trên xe ngựa vừa gặp anh đã vội chào hỏi ôn đại nhân ôn chạm cũng lễ phép chào hỏi không ngờ là vinh vương ở đây hạ quan thất lễ mong vinh vương thứ tội vinh vương cũng không phải người hẹp hòi gì không cần đa lễ Nữ hoàng bệ hạ chắc đã nói với Ôn Trạm đại nhân rồi đúng không? Ôn Trạm nhân cơ hội này cũng nói ra hết nỗi lòng mình. Thật sự không giấu gì vương gia, hạ quan không có dự định thành thân. Vinh vương ngạc nhiên, ơ ngài nói gì cơ? Ôn Trạm bắt đầu giải thích, thực ra hạ quan chỉ là nhìn có vẻ tính tình tốt, nhưng bản thân tự do phóng túng đã quen. Một khi cưới vợ sinh con sẽ trở nên có ràng buộc. Vinh vương cũng lựa lời khuyên nhủ Ôn Trạm, bổn vương sẽ không ràng buộc ngài, ý của ngài là chỉ có một mình mới thực sự có được sự tự do, bất luận là làm việc gì muốn làm là làm không cần phải lo trước lo sau, lo lắng liên lụy đến gia quyến. Ôn chạm gật đầu thừa nhận, đại khái chính là ý này. Đa tạ vương ra cất nhắc, hạ quan thật sự không xứng với quận chúa. Vinh vương biết bây giờ không thể thay đổi được quyết định của ôn chạm, đành hoãn lại yêu cầu này. Bổn vương đã chọn ngài, tất nhiên đã suy nghĩ rất kỹ. Vân giao cũng không phải cô gái vô duyên vô cứ gây rối. Nếu ôn đại nhân vẫn còn băn khoăn, ngài có thể để con cháu đời sau làm những công tử nhàn hạ. Ngài tự mình suy nghĩ trong vòng 3 ngày cho bổn vương một câu trả lời. Nói rồi Vinh Vương cho xe rời đi. Ôn Trạm vẫn đứng đấy dõi theo, là ta từ chối không đủ rõ ràng sao? Sao Vinh Vương vẫn kiên trì vậy? Chuyển cảnh. Lúc này Sở Thanh Hoàng và Phù Thương đang bàn về chuyện của Ôn Trạm. Thấy Phù Thương tò mò như vậy, Sở Thanh Hoàng hỏi anh, làm sao thế? Phù Thương cúi xuống nói nhỏ, lúc nãy trong lòng Ôn Trạm nghĩ cái gì vậy? Hắn không yên tâm về noãn noãn hay sao, vì vậy mới bằng mọi cách thoái thác. Sở Thanh Hoàng bật cười, cô ấn đầu Phù Thương rồi bảo, nghĩ cái gì vậy? chàng tưởng ai cũng giống chàng, bỏ qua một ý trung nhân nhẹ nhàng không cần, lại khăng khăng thích một nữ tử bá đạo à? Phù thương cũng ngại ngùng, nếu không phải thì ta yên tâm rồi. Hi hi, tuy là noãn noãn đôi khi sẽ mạnh mẽ bá đạo, nhưng đây là phong thái thiết yếu mà nữ hoàng một nước cần có. Còn hầu như nàng rất dịu dàng mà. Nghe phù thương nhận xét về mình như thế, sở thanh hoàng không khỏi ngạc nhiên. Thật sao, ta không tin đâu. Phù thương ngay lập tức chứng minh cho cô thấy. Noãn noãn hà tất phải nghi ngờ. Ta, điều ta nghĩ trong lòng không phải noãn noãn đều biết cả sao? À mà noãn noãn lúc sáng những gì các đại thần nghĩ có phải nàng đều nghe thấy đúng? Không." Sở Thanh Hoàng gật đầu. "Tất nhiên là ta nghe thấy, sao vậy?" Phù Thương liền nghĩ tới một ý tưởng mới. "Vậy tìm một đại thần trung thành đáng tin tài giỏi làm việc, chúng ta há chẳng phải càng có nhiều thời gian để yêu đương sao?" Sở Thanh Hoàng nhìn Phù Thương rồi bảo, "Phù Thương chàng đúng là thông minh, chàng thông minh như vậy nếu như được dùng đúng đắn thì tốt biết mấy. Nói không chừng tây tề còn có thể có một phụ hoàng vô thường sao?" phù thương hỏi lại chúng ta yêu đương còn không phải là để kéo dài con nối dõi sao lại coi là đường ngang ngõ tắt được nói rồi anh bế cô đứng lên còn sở thanh hoàng thì hờn dỗi nói theo chàng nói thì chấm sớm muộn gì cũng biến thành hôn quân nào ngơ phù thương lại khéo ăn khéo nói không thể nào noãn noãn nghe theo tiếng lòng biết người khéo dùng tây tể sẽ càng ngày càng cường thịnh cô nghe xong vỗ vào người anh một cái chàng đúng là càng ngày càng biết ăn nói rồi đấy phù thương đi được một đoạn anh dừng lại hỏi cô vậy noãn noãn có biết giờ ta đang nghĩ gì không sở thanh hoàng quá quen với biểu hiện này của phù thương nên cô cũng nói thẳng muốn ăn ta phù thương giả vờ ngại ngùng thật ra thì noãn noãn có thể kín đáo một chút thế là sở thanh hoàng bảo anh tắt nến ở cửa sổ phía tây trước rồi tính tiếp phù thương không thể không đồng ý được vậy ta sẽ nghe theo noãn noãn ba tháng sau vào lễ hội mùa xuân đèn trong cung được treo lên cao và tiệc mừng được tổ chức dân chúng ở khắp trên mọi miền đất nước cũng đều hân hoan đón niềm vui này trước giờ thỉnh an nữ hoàng mấy vị đại nhân đứng đợi đã trao đổi vài vấn đề Vừa qua năm bệ hạ đã triệu ta vào chờ, có vẻ lại có chuyện cần bàn bạc. Điện hạ hiện tại đang mang thai, không tiện đi đứng không biết định bàn bạc chuyện gì đây. Nghe vậy một vị đại nhân bỗng cắt lời hỏi Ôn Trạm, "Ôn đại nhân, không phải ông hiểu biết nhất sao? Có tin tức gì không nói cho bọn ta cùng biết với." Ôn Trạm cũng chưa hay biết gì về chuyện này, anh chỉ lạnh lùng trả lời, "Bệ hạ còn chưa chịu tập quan thị lang bộ lễ và bộ pháp, vậy thì là chuyện của bộ tứ chúng ta rồi." Mấy người kia nghe đến chuyện của mình thì hoảng hốt, "Bộ tứ chúng ta thì có thể có chuyện gì được chứ?" ôn chạm ân cần giải thích, bốn chúng ta là bốn bộ phận tiêu nhiều tiền nhất của triều đình đó, sao lại không có chuyện gì được cơ chứ? Bọn họ nói một hồi thì được thái giám thông báo vào diện kiến. Thấy mọi người đã đến đầy đủ sở thanh hoàng cũng vào việc luôn. Hai năm gần đây, sông Tây Tề Thanh Hải Yến, bách tính an cư lập nghiệp, quốc khố cũng đầy ấp. 500 ngàn lượng bạc chúng ta nợ đông lăng có phải nên trả lại rồi không? Hai tin này bộ tứ lập tức quỷ xuống. Xin bệ hạ suy xét, thần nghĩ rằng trả vào lúc này quốc khố sẽ gặp khó khăn, và bị ràng buộc, làm việc phải dè dặt từng chút một. Đúng thưa bệ hạ, các cung điện cần được sửa chữa, và bờ kè sông ở nhiều nơi không thể chỉ hoãn thêm được nữa. Có người cũng không đồng tình lên tiếng giải thích với sở thanh hoàng, khởi bẩm bệ hạ, Bắc Cương dù đã bị phá hủy nhưng những người lính ở biên cương cũng cần được chuẩn bị thỏa đáng. Quân lương mùa thu năm sau lại có kỳ thi, hiện tại có rất nhiều nơi cần phải tiêu tiền. Thấy quần thần phản đối kịch liệt như vậy, sở thanh hoàng cũng phải rè chừng. Cái này cần tiền, cái kia cũng cần tiền. Đúng rồi, các vị đại nhân nuôi vợ lẻ cũng tiêu không ít tiền phải chứ. Mấy người nghe xong buồn rùn tay chân, vội cúi đầu nhận tội thần đáng tội chết sở thanh hoàng có cơ bắt đầu hỏi vì vậy tiền tây tể nợ đông lăng không cần phải trả sao một người trong số đó mạnh dạn bẩm chúng thần không phải có ý này chỉ là mong bệ hạ chỉ hoãn một chút sở thanh hoàng thật sự không muốn nghe thêm lời nào từ bọn họ nữa cô niềm nở quay qua hỏi ôn trạm ôn ái khanh những năm này kho bạc luôn đầy ắp ta muốn nhanh trả lại tiền ý ngươi thế nào ôn trạm lập tức trả lời thần cho rằng nên tiết kiệm hợp lý quân lương và sinh kế của người dân không thể tiết kiệm nhưng việc sửa chữa cung điện có thể từ từ thực hiện. Trước tiên trả Đông Lăng một nửa, như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng. Tên kia không đồng ý với ý tưởng của ôn chạm chút nào ông ta co mày nhìn anh. Đường đến Đông Lăng rất xa, hai lần đi không tiết kiệm chi phí về mặt tiền của, sức người. Ôn chạm mới nảy ra một ý, đại nhân nói đúng. Vì vậy chúng thần nghĩ năm nay chuẩn bị 250.000 lượng trước, năm sau huy động đủ 500.000 lượng, sau đó chúng ta mang đến Đông Lăng. Khi sứ thần Đông Lăng tới có chuẩn bị lễ vật, lúc chúng ta trả tiền cũng nên chuẩn bị lễ vật mới phải phép. Ông ta nghe xong bắt đầu bĩu môi chê bai. Ôn chạm nói đến lễ vật, lụa là gấm vóc, ngọc báu và ngọc bích có thể chuyển thành bạc để giảm bớt gánh nặng. Sở Thanh Hoàng nghe hai người họ trao đổi cũng nghiệm ra nhiều điều. Ý kiến không tồi, đáng tiếc là những thứ này chỉ có quan chức cấp cao mới có thể sử dụng nhiều đồ như vậy, tặng ai mới hợp lẽ đây? Hỏi đến đây tự khắc mấy vị đại nhân kia lúng túng, cái này, cái này thần nghĩ là, có nhiều đại thần dư giả mua vài cuộn lụa về may quần áo cũng tốt mà, cho dù không bán được thì làm quà tặng cho đông lăng vẫn là một lựa chọn không tồi. Trang sức ngọc bích lụa là gấm vóc từ các quốc gia khác là những lựa chọn hàng đầu để làm lễ vật tặng. Chúng thần sẽ chọn lọc một số cái có chất lượng tốt và gửi đến Đông Lăng. Có thể tính đây là thể hiện sự chân thành. Sở Thanh Hoàng cau mày, Đông Lăng không cần nhiều gấm vóc như vậy, một hoàng hậu cũng có thể mặc được bao nhiêu chứ? Mấy người kia liền phản bác, làm sao bệ hạ biết Đông Lăng chỉ có một hoàng hậu? Sở Thanh Hoàng còn lạ gì chuyện nhà mình nữa? Cô dõng dạc báo cho mấy người kia một thể. Đông Lăng hoàng đế và hoàng hậu tình đồng ý đậm, bọn họ cũng chưa từng bổ nhiệm phi tần khác, về sau khả năng cũng sẽ không như vậy. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên, chế độ một phu một thê đang phổ biến với các hoàng đế như vậy sao? Sở Thanh Hoàng đã mệt, cô nhắc nhở bọn họ rồi rời đi. Tốt hơn hết là nên sớm trả hết tiền hơn là để mắc nợ, các ngươi về nghĩ cách, tất cả lui xuống hết đi. Chúng thần cáo lui. Phù Thương thấy Sở Thanh Hoàng mệt mỏi, bè nói chuyện giúp cô xoa dịu tâm trạng. Tranh cãi tới tranh cãi lùi vẫn là nên nghe lời Noãn Noãn, thà Noãn Noãn trực tiếp ra lệnh thì sẽ đỡ được bao nhiêu rắc rối rồi. Sở Thanh Hoàng bật cười, vậy thì ta sẽ là kẻ độc đoán sao? Phù Thương không nghĩ thế, anh cho rằng trước mắt vẫn là đứa bé quan trọng. Sở Lăng Xuyên chờ rất lâu rồi đấy. Cô ngạc nhiên, bên ngoài lạnh như vậy còn không mau gọi hắn vào đây đi. Sở Lăng Xuyên vừa vào đã đi đến bắt mạch cho Sở Thanh Hoàng. Anh cười bảo, bệ hạ chỉ còn khoảng 2 đến 3 tháng nữa là sinh rồi, khoảng thời gian này phải chú ý giữ ấm tuyệt đối đừng để bị nhiễm phong hàn. Sở Thanh Hoàng rất háo hức, nhưng nghĩ lại đến phòng trẫm còn không thường xuyên ra, làm gì có cơ hội để nhiễm phong hàn chứ? Sở Lăng Xuyên cũng có ý nhắc nhở, ngoài chuyện đó ra cũng phải bớt nổi cáo, nhưng chuyện này có vẻ khó không nổi cáo, nghe có động tĩnh lớn có điều là chuyện trả tiền. Sở Lăng Xuyên nói rằng, Hoàng đế Đông Lăng sẽ không cần cô phải trả lại tiền đâu. Cô không cần quan trọng chuyện này như thế. Sở Thanh Hoàng không muốn mắc nợ Hoàng Huynh, không cần đó là chuyện của Huynh ấy, nhưng không của mắng đám đại thần này, chỉ e là chỉ biết hưởng an nhàn mà không biết lo lắng. Sở Lăng Xuyên nhận ra liền dành lời khen cho Sở Thanh Hoàng. Bệ hạ anh Minh. Nhưng cô vẫn còn một chuyện, tuy rằng tiền thì phải trả nhưng ta cũng không để ý, nếu phụ vương tặng thêm cho ta chút tiền. Sở Lăng Xuyên khẩn trương đáp, Hoàng Phu Đại Nhân vẫn còn 300 vạn lạng bạc ở phiếu hiệu Nam Ký. Nếu như bệ hạ cần thần sẽ gọi người kiểm kê rồi mang qua đây cho bệ hạ. Sở Thanh Hoàng không muốn nhận số tiền đó, đó là tiền riêng, thứ mà ta lo là ngân lượng trong quốc khố. Nói rồi cô quay về chuyện chính. Lăng Xuyên, những thị quân trước kia của ta đều đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự rồi, ngươi có dự định gì không? Sở Lăng Xuyên bối rối, thần hả, thần hai năm nay bồn bà khắp nơi, bận rộn việc kinh doanh, làm gì có thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện tình cảm nam nữ chứ? Sở Thanh Hoàng vẫn chưa tin, không để ý đến cô nương nào sao lăng xuyên cũng thành thật trả lời không có tâm tư đó cũng không có cơ hội mấy năm trước tuy rằng có thời gian rảnh nhưng tạm thời vẫn chưa gặp được cô nương nào muốn gắn bó cả đời nhân dịp này sở thanh hoàng có ý định mai mối cho sở lăng xuyên nếu như ngươi thích nam nhân ta cũng có thể chấp nhận anh vội bác bỏ nam nhân ư tại sao thần lại có thể thích nam nhân được chứ sở lăng xuyên liên tục khước từ bệ hạ quá lo rồi lăng xuyên không thích nam phong đâu nhìn biểu hiện của anh Phù Thương có chút nghi ngờ, lẽ nào phía Đông Lăng thật sự tôn trọng đồng tính sao? Không đúng, Noãn Noãn có thể nghe được tiếng lòng mình. Sở Thanh Hoàng vẫn rất niềm nở với Sở Lăng Xuyên, ngươi thích thế nào cũng được, phụ bối của chúng ta rất văn minh tiến bộ, tin rằng Sở Thúc Thúc sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Sở Lăng Xuyên vội vàng giải thích, mấy năm trước việc mai mối quan hệ trong kinh thành đã trở thành xu hướng, không ngờ bệ hạ cũng đã bắt kịp xu hướng thúc dục kết hôn rồi. Thực ra Sở Thanh Hoàng chỉ là quan tâm người bên cạnh mình mà thôi, người khác có thành thân hay không, không liên quan đến cô. Nói đến như thế mà Sở Lăng Xuyên vẫn không có hứng thú, thần hành tẩu thương trường, quanh năm bôn ba, vẫn nên chờ cho tới lúc ổn định rồi hãy nói tiếp chuyện cưới vợ sinh con thì hơn. Sở Thanh Hoàng không những không giận mà còn rất ủng hộ anh. Bản thân ngươi đã có dự định, thì thôi chậm cũng không có ý gì khác, ngươi cứ lui xuống đi. Rõ. Sau khi Sở Lăng Xuyên rời đi, Phù Thương tò mò hỏi noãn noãn, Sở Lăng Xuyên hắn sẽ không thật sự thích nam tử chứ. Sở Thanh Hoàng buồn cười, dù hắn có thích nam tử thì cũng sẽ không nhìn chúng chàng đâu, chàng căng thẳng cái gì huống hồ hắn cũng không hề nói bản thân thích nam tử, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Phù thương cũng chỉ là tò mò mà thôi, anh lại hỏi, vậy còn mấy vị đại nhân thì sao, trong lòng bọn họ đang nghĩ gì vậy? Sở thanh hoàng nhìn anh, chàng thật sự tò mò tới vậy sao, chỉ là bản tính chuyện trả tiền mà thôi, ngược lại là chàng. Phù thương gãi đầu, ta làm sao? Thấy anh bối rối như vậy sở thanh hoàng cũng nói thẳng, hình như ta đã từng nghe thấy tiếng lòng của ai đó, nói thủ cấp của hoàng huynh ta đáng giá một ngàn vạn lượng phù thương giả vờ không nhớ hả có sao không thể nào đâu có phải noãn noãn đã nhớ nhầm rồi không sở thanh hoàng lại trêu phù thương nam tử hán đại trượng phu sao có gan nghĩ mà không có gan nhận vậy phù thương biết không giấu được nữa đành cúi đầu nhận lỗi chỉ là nghĩ mà thôi tuy biết giá thị trường nhưng ta tuyệt đối không có ý định đại nghịch bất đạo nghe vậy cô lại cười xem như chàng đổi giọng nhanh chóng hứ phù thương liền đưa tay lên thề ta thả đổi đầu ta lấy tiền chứ tuyệt đối sẽ không có chú ý đánh sư phụ và đại sư huynh thấy phù thương thật thà như vậy, sở thanh hoàng vô cùng vui mừng, nhưng mà thà đổi đầu của bản thân là sao, tự chặt đầu xuống rồi thì còn gì nữa đâu chứ. lát sau thái giám vào bẩm báo bệ hạ, đây là tấu của các đại thần mới gửi đến, đã phân xong việc nặng nhẹ rồi. sở thanh hoàng gật đầu hài lòng, ta biết rồi, lấy tấu sớ của hộ bộ tới đây trước đi. phù thương thắc mắc, tại sao lại không xem việc gấp trước mà lại xem tấu sớ của hộ bộ trước vậy? sở thanh hoàng vừa mở ra vừa nói, tam quân vị động, lương thảo thiên hành, biết có bao nhiêu tiền lương mới biết được có thể xử lý được bao nhiêu chuyện xem qua tấu sớm một lượt cô bảo phù thương vị trí thượng thư hộ bộ này có phải vẫn đang chống không đúng vậy kể từ sau khi ôn hành vân bị giáng chức vị trí này đã luôn được dương đại nhân nắm quyền chủ chốt sở thanh hoàng liền hỏi ý kiến anh để bạt dương đại nhân lên làm thượng thư hộ bộ thì thế nào phù thương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu cũng là một lựa chọn không tồi tại sao lại không để bạt ôn chạm sở thanh hoàng nghĩ cho ôn chạm phụ thân bị giáng chức con trai lên nhậm chức e rằng ôn chạm sẽ không nhận nổi diễm phúc này đâu như vậy đi chàng đi nói với ôn trạm viết một tấu sơ tiến cử vị dương đại nhân này quan hệ giữa thượng thư và thị lang phải hòa hợp thì mới có thể làm việc tốt hơn cho triều đình phù thương mỉm cười bệ hạ anh minh thần thật sự bái phục sát đất nghe vậy cô vui mừng duyệt tấu sớ ngay vậy thì ta sẽ thưởng cho chàng bằng cách viết một bài văn không dưới ba nghìn chữ ca ngợi công đức của trẫm để khen ngợi trẫm thế là phù thương rơi vào trầm tư ngay tại chỗ sau khi phù thương đem chuyện này nói cho ôn trạm ôn trạm trở về nhà và định viết tấu sơ tiến cử dương đại nhân nhưng lại bị ôn hành vân nổi giận, ông ta ném một cái ly vào mặt anh. Nghịch tử, não của con bị lừa đá vào rồi sao? Vị trí thượng thư hộ bộ này quan trọng biết bao nhiêu, vậy mà lại đem tặng cho người khác. Ôn chạm né nhanh rồi phản bác lại phụ thân, thời của Dương Đại Nhân đã tới, bệ hạ muốn tiến cử hắn con cũng chỉ là thuận nước dòng thuyền thôi. Mặc dù ôn chạm có giải thích thế nào ôn hành vân vẫn không chịu hiểu. Bệ hạ muốn tiến cử ư, con không biết tấu đó, bệ hạ sao có thể nghĩ đến hắn ta chứ? Nghịch tử mau quỳ xuống cho ta. Ôn chạm quay người đi không thèm nhìn lại phụ thân, thánh tâm khó lường mà, chúng ta cứ thành thật mà làm là được rồi, hà tất gì phải nghĩ tới việc đi đường tắt làm gì. Trong lúc ôn chạm thành thơi đi ngao du bên ngoài, thì ôn hành vân lại điên đầu vì quyết định đó của anh. Gia môn bất hạnh, gia đình bất hạnh quá. Ôn chạm bỏ ngoài tai những lời nói đó, cứ ung dung bước đi rồi huyết sáo vừa hát, khi người lén nghĩ về ta. Bỗng sở huyền dịch đến thăm, hỏi ôn đại nhân, hôn sự đã suy nghĩ thế nào rồi, muội muội ta đang chờ ngươi vất vả lắm đó nha. Ôn chạm hoảng hốt, không phải chứ, làm gì có nhà vợ nào lại hối thúc kết hôn như vậy chứ? Ôn chạm gãy đầu lúng túng nói, cái đó gần đây ta rất bận, cho nên mới. Cứ tưởng sở huyền dịch sẽ bỏ qua, lần này ai ngờ anh lại tới động viên ôn chạm. Ta hiểu, ta hiểu mà, cho nên chẳng phải mới đích thân tới đây, tìm ngươi cần một câu chuẩn xác đó sao? Ôn chạm đành phải thành thật với sở huyền dịch. Thật ra đã rất lâu không tới tìm Vinh Vương, người chắc cũng hiểu tâm ý của ta rồi, ta thật sự không có ý định thành thân. Đại khái là ta ích kỷ, không có ý định thành thân. Sở huyền dịch cười bảo, nếu ngươi không nguyện ý, Vinh Vương phủ cũng sẽ không làm khó dễ cho ngươi đâu. Ôn Trạm nghe vậy mừng không tả xiết, đa tạ Sở sư huynh đã hiểu. Sở Huyền Dịch cũng khuyên nhủ Ôn Trạm, có điều vẫn mong ngươi sẽ đứng trước mặt Vân giao nói cho rõ, đỡ để con bé lại nghĩ linh tinh. Chuyện này không thành vấn đề, Ôn Trạm đồng ý ngay. Yên tâm đi, có cơ hội thích hợp ta nhất định sẽ nói cho mỗi ấy. Lúc này trong hoàng cung Sở Lăng Xuyên đang bắt mạch chẩn đoán ngày sinh cho Sở Thanh Hoàng. Thấy mãi vẫn chưa có động tĩnh gì, phủ thương lo lắng hỏi, chẳng phải đã nói sinh nở sẽ là vào tháng 10 sao, sao chẳng có động tĩnh gì hết. Sở Lăng Xuyên tự tin trả lời, không cần hoảng sợ, bệ hạ đây là mang thai lần đầu, muộn vài ngày cũng là điều bình thường. Sở Thanh Hoàng cũng động viên phủ thương, ta đã nói không sao rồi mà chàng không tin. Nhưng phủ thương làm sao không lo cho được, đã mấy ngày rồi sao con vẫn chưa ra nữa. Sở Thanh Hoàng bật cười vì sự ngây ngô của anh, khả năng là vì đứa bé ngủ rất ngon, không gấp chuyện ra ngoài nên mới thế. Nhưng phủ thương lại nghi ngờ, đây là đạo lý gì đây chứ, Sở Lăng Xuyên bèn giải thích cho Phù Thương, tình huống thế này quả thực hiếm gặp, có điều ta cũng đã từng gặp qua có người mang thai tới tận 12 tháng mới sinh, nên không sao đâu. Phù Thương kinh ngạc, lâu vậy sao, đứa trẻ chắc vẫn bình thường chứ? Tất nhiên là bình thường rồi, bệ hạ là thiên mệnh chân nữ, có trời cao bảo vệ, nói không chừng đứa trẻ còn là điềm lành nữa kìa. Sau khi Sở Lăng Xuyên rời đi, Phù Thương lại cho gọi bà đỡ đến xem tình hình của Sở Thanh Hoàng. Anh cao mày hỏi bà, đã một năm rồi, mà sao vẫn chưa có động tĩnh gì nữa? bà đỡ mỉm cười hoàng phu đại nhân không cần vội bệ hạ long thể an khang quý nhân ngữ thoại trì sinh con cũng là đạo lý này sở thanh hoàng cũng không thấy cơ thể có gì bất thường nên cũng cố gắng an ủi phù thương đứa trẻ an khang ta cũng không có chỗ nào không khỏe chờ con thêm vài ngày nữa cũng không sao mà phù thương bất lực nhưng nếu còn không ra nữa ta thật sự hoài nghi thứ bên trong liệu có phải na cha hay không đấy nói rồi anh đến bên giường thủ thỉ với cô ta thật quá ngu ngốc thật sự ta chỉ đơn thuần biết rằng mang thai 10 tháng nhưng không ngờ rằng vẫn có thể mang thai cả năm hơn, mà vẫn chưa sinh. Sở Thanh Hoàng bật cười, đứa bé nghịch ngợm đã dày vò chàng đến mức này luôn rồi. Chờ tới khi đứa bé ra đời nhất định phải đánh một trận rồi tính tiếp. Phù thương vẫn lo lắng không thôi, bất luận là có đánh hay không thì cũng phải chờ đứa bé ra đời rồi tính tiếp. Bỗng Sở Thanh Hoàng thấy có biểu hiện lạ, hình như có chút động tĩnh. Phù thương hốt hoảng, nàng sao thế? Sở Thanh Hoàng la lên, bụng hình như hơi đau, không đúng, rất đau. Phù thương ngay lập tức cho gọi Thái Y, truyền Thái Y cả bà đỡ nữa, phù thương đứng đợi bên ngoài mà lòng như lửa đốt, sao thế, đã sinh chưa? Nô tỳ chỉ biết bẩm báo, thái y và bà đỡ vẫn đang đỡ đẻ, chưa có dấu hiệu gì mới. Thế là phù thương để cô ta đi, được rồi ngươi mau đi phụ đi. Sở lăng xuyên đứng đấy liền động viên phù thương, không cần lo lắng, bệ hạ thân thể khỏe mạnh lại có thiên tử chi mệnh, sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Phù thương lo lắng bảo, chờ tới khi ngươi thành cha rồi, nhất định sẽ còn căng thẳng hơn ta. Trong này bà đỡ đang cố hết sức động viên sở thanh hoàng, sắp rồi sắp rồi, dùng sức đi nước nóng đâu mau đem qua đây khăn tắm đâu còn không mau đem khăn tắm qua đây phù thương nghe vậy không khỏi sốt ruột lăng xuyên từ khi ta sinh ra tới giờ chưa từng trải qua cảm giác vô dụng thế này bao giờ sở lăng xuyên chỉ biết an ủi anh đã được nửa bước rồi sẽ rất nhanh thôi ngươi đừng lo lắng tiếng khóc vang lên bà đỡ vội chạy ra thông báo cho phù thương chúc mừng hoàng phu đại nhân bệ hạ đã hạ sinh một tiểu công chúa mẫu tử bình an phù thương sốt ruột sinh rồi ư ta phải vào trong xem xem ấy thế mà bà đỡ lại không cho anh vào bà đóng cửa lại không được hoàng phu đại nhân không được vào phù thương vì hấp tấp nên đã va phải cánh cửa máu mũi chảy hết cả ra sở lăng xuyên không nhịn nổi cười gì vậy ngươi chảy máu rồi kìa để ta giúp ngươi xử lý phù thương ngây ngốc hỏi ta rất buồn cười sao sở lăng xuyên không dám phạm thượng tất nhiên không phải ngươi lau trước đi đã không cần lo lắng nữa bà nãy mama chẳng phải đã nói mẫu tử bình an rồi sao đứa con đầu lòng là một cô công chúa nữa rất tốt mà dù có nói gì thì phù thương vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn được Lăng Xuyên à, có cách nào có thể khiến Bệ Hạ không mang thai nữa không? Thấy Phù Thương đột nhiên đề cập đến chuyện này, Sở Lăng Xuyên bất ngờ, ngươi hỏi chuyện này làm gì hả? Phù Thương cúi đầu buồn bã, sinh con thật sự quá khổ cực rồi, ta không muốn noãn noãn phải trải qua thêm lần thứ hai nữa. Sở Lăng Xuyên cảm thấy vui mừng vì Phù Thương lại thương yêu Sở Thanh Hoàng đến vậy, anh cũng vui vẻ giải thích cho Phù Thương hiểu, thật ra Bệ Hạ vẫn ổn, nửa giờ đã xong rồi, hơn nữa cũng không có động tĩnh gì quá lớn cả. Phù thương thắc mắc một chuyện, ta nghe nói nữ tử sinh đẻ đều sẽ kêu gào, tại sao lại chẳng nghe thấy động tĩnh gì hết vậy? Sở Lăng Xuyên cũng cảm thấy lạ, có lẽ là do bệ hạ sinh đẻ quá thuận lợi, có điều đã quá nửa giờ, lâu vậy rồi dự là vẫn còn chút vướng mắc. Ta nghĩ chắc là bệ hạ có thể chịu đựng được, thân là vua của một đất nước, vết thương ngoài ra không thể làm tổn hại đến bệ hạ được. Phù thương bằng hoàng, chịu đựng ư, cứ vậy mà chịu đựng được sao? Càng nói trong đầu anh càng tưởng tượng ra cảnh sở thanh hoàng lúc sinh, nhìn cô đau đớn quần quại trên giường, như vậy thật sự là đau đến thế, nàng ấy lại chịu đựng mà không kháng cự. Rõ ràng ta đứng ở ngay bên cạnh vậy mà lại chẳng thể giúp được gì. Anh đang tự trách mình thì nô tỳ mở cửa thông báo, hoàng phu đại nhân người có thể vào được rồi. Lúc này phủ thương mới phấn chấn hơn một chút, được, ta biết rồi. Anh vào bên trong nhìn thấy sở thanh hoàng đang ngồi trên giường với vẻ mặt mệt mỏi, mà không khỏi xót xa. Bà đỡ đang chỉ bảo mấy người kia thu xếp mọi thứ lại, làm nhanh tay nhanh chân. Bà còn dặn dò bọn họ, ban ngày hãy mở cửa sổ ra xua tan huyết khí trong cung điện, Bây giờ đang là mùa hè không cần lo bị nhiễm lạnh đâu." Phù Thương đến bên giường rồi ngồi xuống, thấy anh rưng rưng nước mắt. Sở Thanh Hoàng ngạc nhiên, "Đây là sao vậy? Đường đường là nam tử hán, thủ lĩnh ám vệ vậy mà lại khóc ở mũi." Phù Thương thì thầm, "Ta từ đầu đến cuối thật lòng là không yên tâm nổi." Bà đỡ thấy vậy vội bế đứa bé đến cho anh, "Đây là tiểu công chúa điện hạ, mời hoàng phu đại nhân xem qua." Phù Thương nhanh tay đón lấy đứa bé, anh thắc mắc, "Con bé sao lại có biểu cảm kỳ lạ thế này?" bà đỡ đành phải nói sự thật, hoàng phu đại nhân không biết đấy thôi, đứa trẻ khi vừa mới chào đời nhất định phải khóc mới có thể yên tâm được, tiểu công chúa không khóc, bà đỡ chỉ có thể đánh vào mông công chúa hai lần thôi. Phù Thương có vẻ tức giận, đánh vào mông ư? Còn hai cái lận. Sở Thanh Hoàng cũng hiểu chuyện này cô có ý bảo Phù Thương, hãy bình tĩnh đặt con xuống đi. Các ngươi lui xuống trước để Phù Thương ở lại đây là được. Nhìn anh gần thế này Sở Thanh Hoàng mới phát hiện điểm bất thường trên khuôn mặt anh, mũi của chàng sao vậy? Phù Thương cười nói, chắc là vì nghỉ ngơi không tốt, thân thủ không được nhanh bằng mama, nên đã bị vấp ấy mà nói rồi anh tò mò hỏi cô sinh con có phải rất vất vả không chúng ta chỉ sinh một đứa thôi không sinh tiếp nữa sở thanh hoàng bật cười hỏi lại trước đây chẳng phải chàng đã nói phải sinh nhiều đứa sao sao giờ lại đổi ý rồi phù thương rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy cô không sinh nữa kiên quyết không sinh nữa quá dày vào người rồi nàng uống chút nước trước đi đã môi đều đã khô hết rồi kìa sở thanh hoàng vô cùng vui mừng vì phù thương lại lo lắng cho mình đến thế nhưng cô vẫn muốn trêu anh sao vậy chàng ghét bỏ ta sao Phù thương vội giải thích, ta chỉ là thương nàng thôi, nàng có đói không có cần ta thông báo cho ngự thiện phòng truyền đồ ăn không? Sở thanh hoàng sờ tay vào mũi anh, rất thương nhỉ, Mama nào lại mạnh tay như vậy, sau này ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Nhiều đây đâu có nhằm nhò gì với phù thương đâu. Anh vẫn còn cười toe toét, không sao, nàng bình an mới là quan trọng nhất mà. Nghe vậy cô thử hỏi anh, đã là cha rồi chàng cảm thấy thế nào hả? Phù thương nhìn thẳng vào mắt con rồi trả lời, rất kỳ diệu, không nói ra được, hi hi. Con bé rất xinh đẹp giống như noãn noãn vậy sở thanh hoàng liền bảo anh đặt tên cho con bé nhìn một hồi phù thương mới lên tiếng vẫn nên đặt là noãn noãn đi ta không nghĩ ra được cái tên nào khác nữa chi bằng gọi là cẩn du đi đại diện cho sự tốt đẹp chân quý cũng thể hiện sự kỳ vọng của chúng ta với con bé tên có thể là nam hoặc nữ hy vọng con bé có thể trở thành rồng thành phượng phù thương cũng đồng ý với cái tên này cẩn du ư tên rất hay thế nhưng rất nhanh hai người lại rơi vào trầm mặc đặt xong tên rồi nhưng lại không biết nên để họ là gì nữ tử của phụ vương họ dung ta họ hiên viên, nhưng hiện giờ đang giữ thân thế của sở gia, nhưng lại không phải là tâm tử của sở gia. Hình như rất loạn, nhưng nếu không để họ sở thì cũng không được. Sở thanh hoàng cũng đành bế tắc, quả thực là vậy, thôi thì dùng họ vệ theo chàng đi. Đặt thế nào cũng được, đặt thế nào cũng đều hay. Phù thương nhìn một hồi lại lo lắng hỏi, noãn noãn à, sao con bé lại yên lặng quá vậy, chẳng khóc mà cũng chẳng ồn ào. Sở thanh hoàng tò mò, sao vậy, chàng hy vọng con bé khóc lóc ồn ào sao? Đứa trẻ này sinh ra đã trầm ổn, tiết chế có phong thái của vương giả. Phụ Vương còn lo lắng con bé sẽ ngu ngốc nhưng theo ta, đứa trẻ này sau này cũng sẽ giống như ta vậy." Phù Thương mỉm cười, "Noãn Noãn nói đúng lắm, con bé nhất định là vương giả trời sinh rồi." Đang bàn bạc vui vẻ thì người hầu mang sữa tới, "Bệ hạ, tiểu công chúa đã tới giờ uống sữa rồi." Phù Thương không yên tâm nên dặn dò cô ta rất nhiều, "Nhất định phải chăm sóc cẩn thận, nếu có chút gì đó khác lạ." Hoàng phu đại nhân yên tâm, "Chúng ta đã đều từng chăm sóc trẻ con, đều đã có kinh nghiệm rồi." Sở Thanh Hoàng mỉm cười bảo, "Lên đây ngủ đi, mấy ngày này chắc chẳng mệt lắm." nhưng phù thương vẫn cố chịu đựng không sao ta không buồn ngủ ta chỉ muốn ở bên nàng thôi phù thương vẫn nằm lên giường vừa mới vài phút đã ngủ quên sở thanh hoàng nói nhỏ đồ ngốc còn nói không buồn ngủ tách trà còn chưa kịp uống đã ngủ say rồi phù thương vất vả cho chàng rồi vài ngày sau sở thanh hoàng và phù thương đang ngồi dùng bữa bỗng anh để ý đến tiểu công chúa đang vui vẻ chơi trong lồng anh tò mò con của chúng ta thật sự không khóc không quậy nhưng con bé rốt cục đang nhìn gì vậy sở thanh hoàng cũng ngoảnh lại xem chắc nhầm thôi, con bé mới một tháng có thể nhìn thấy cái gì chứ? Phù thương liền hỏi lại, vậy con bé thật sự không phải đang nhìn ta sao? Sở Thanh Hoàng giải thích, tất nhiên là không rồi, đại phu đã nói rồi, trẻ con phải tầm 3 tháng mới có thể nhìn rõ mọi thứ mà. Anh giờ mới nhận ra liền gật đầu đồng ý, hóa ra là vậy, tri thức hữu dụng đã được tăng thêm rồi, hi hi. Phù thương không ăn nữa mà đi đến bế tiểu công chúa lên rồi hỏi, nàng nói xem con gái lớn lên sẽ giống ta hay giống nàng nhỉ? Sở Thanh Hoàng vui vẻ nói, ta cảm thấy nó sẽ giống chàng hơn một chút đấy thế là phù thương cười suốt một buổi trời. Người hầu cứ đến giờ là vào bẩm báo cho hai người, hoàng phu đại nhân đã đến thời gian lau rửa cơ thể cho bệ hạ rồi. Sở Thanh Hoàng bảo anh ôm con ra ngoài chơi, để người hầu lau rửa giúp mình. Phù Thương cũng vui vẻ đồng ý, "Ừ, cần du chúng ta ra ngoài chơi thôi nào." Phù Thương vừa đi vừa thích thú hôn tiểu công chúa, nào ngờ ra ngoài đã bắt gặp mama. Bà thấy tiểu công chúa thì ngợi khen không ngớt. Tiểu công chúa thật sự càng ngày càng xinh xắn rồi, cứ như tiên nữ hạ phàm vậy, đặc biệt là đôi tay quá linh hoạt. Cẩn Du bỗng đưa tay cào lên mặt Phù Thương, không muốn cho anh hôn nó. Phù Thương thắc mắc hỏi Mama, có phải con bé không thích bị người khác hôn không? Mama cười hiền từ, không đâu, công chúa điện hạ mới một tháng tuổi có những động tác này là rất bình thường. Phù Thương vội vàng phản bác, nhưng hiện giờ con bé phải là bốn tháng tuổi mới đúng chứ? Mama có ý nhắc nhở anh, Hoàng Phu đại nhân, số tuổi đều sẽ được tính kể từ sau khi được sinh ra, không tính thời gian ở trong bụng đâu. Phù Thương vẫn chưa hết tò mò, vậy tại sao con bé lại không khóc giống như những đứa trẻ khác? bà chỉ giải thích cho phù thương mà cũng phải toát hết mồ hôi, trẻ con chỉ khi cảm thấy không thoải mái hoặc đói thì mới khóc. Sẽ không vô duyên vô cớ mà khóc đâu. Phù thương buồn giàu, con bé có đói cũng không khóc mà chỉ mím môi thôi. Đến nước này mama không thể nào giải thích thêm được nữa, bà viện cớ rời đi. Con của nữ hoàng bệ hạ nhất định không thể coi là bình thường được, vậy lão thân còn có việc, xin phép cáo lui trước. Sở thanh hoàng nghe ồn ào liền bước ra hỏi, để chàng ra ngoài có một lúc vậy mà chàng lại dọa mama sợ chạy mất rồi kìa. Phù thương nhìn sở thanh hoàng đầy buồn bã, ta cảm thấy con gái chúng ta thật sự không đúng lắm, con bé lại có sự trầm tính lạnh lùng ở cái độ tuổi mà không nên có, cũng không khóc không quấy, còn rất xinh đẹp nữa. Cho nên ý chàng là, sở thanh hoàng đang ngập ngừng. Thì anh tiếp lời, nhất định là thần nữ trên trời cảm nhận được ý nguyện của chúng ta, nên đã hạ phàm xuống làm nữ hoàng. Nghe vậy sở thanh hoàng cũng gật đầu hài lòng, ừm, ta cảm thấy chàng nói cũng đúng đấy. Nhưng con bé không thích ta hôn, con bé thậm chí còn cấu ta nữa. Sở thanh hoàng vừa giỡn với cẩn du vừa trả lời, vậy thì không hôn nữa, sau này chỉ cần hôn một mình ta là được rồi phù thương không chấp nhận chuyện này nhưng ta không hôn con bé thì ai hôn đây sở thanh hoàng nhắc nhở anh cẩn du sau này cũng sẽ có phu quân của mình mà phù thương nhìn cẩn du đầy ấm ức đứa con gái đáng yêu của ta sau này lại có lang quân ư nhưng sự lo lắng này đã bị sở thanh hoàng dập tắt con bé tương lai sẽ là nữ hoàng chỉ có con bé hành lang quân còn lang quân sao có thể hành con bé được chứ cuối cùng phù thương đành thừa nhận sự thật tuy nàng nói rất có lý nhưng trong lòng ta vẫn luôn không muốn như thế sở thanh hoàng vội giải thích không đâu chàng nói mới có lý dị tượng này trên người cẩn du sẽ là mở đường cho việc tái đắc cử nữ hoàng đấy nói đến đây nhưng phù thương vẫn chưa hiểu ra được điều gì cả ấy thế mà sở thanh hoàng không có ý định nói cho anh biết sớm cô chị úp mở về chuyện sau này rồi chàng sẽ sớm hiểu ra thôi hôm sau tại đại điện hoàng cung buổi thượng triều vừa bắt đầu sở thanh hoàng đã thông báo cho văn võ bá quan trẫm vô cùng hạnh phúc khi có lân nữ đây cũng là niềm vui của hoàng tộc niềm vui của thiên hạ Đêm qua tiên nhân đã báo mộng nói Cẩn Du chính là thần nữ chuyển thế, tới để bảo vệ Tây Tề. Vì thế Trẫm quyết định sắc phong con gái làm hộ quốc công chúa. Lời vừa nói ra đã khiến mọi người khó hiểu, không phải chứ, chẳng nói câu nào mà đã phong làm hộ quốc công chúa rồi sao? Năm đó Bệ hạ chính là hộ quốc công chúa, sau đó trở thành trưởng công chúa, sau đó thành nữ hoàng Bệ hạ. Bệ hạ không định để hoàng đế tiếp theo của Tây Tề cũng là một nữ hoàng đó chứ? Một người trong số đó bất bình lên tiếng, Bệ hạ công chúa điện hạ tuổi vẫn còn nhỏ, chỉ sợ rằng không chế áp nổi phong hiệu này. Chỉ bằng chờ công chúa lớn hơn vài tuổi. Sở thanh hoàng không để ông ta nói hết câu, nếu đã là thiên hữu Tây Tề thì không có gì là không chế áp được, nguyên bảo chuẩn bị chiếu chỉ. Nô tài tuân chỉ, nói rồi cô cho bãi chiều, nếu chuyện đã được định đoạt rồi, không có chuyện gì khác thì bãi chiều đi. Bỗng có người hét lên, bệ hạ, thần có bổn tấu. Sở thanh hoàng nán lại thêm một lúc đợi người đó bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, qua mùa hạ sẽ tới thi hương, chuyện thi cử cần phải được đưa vào nghị trình rồi. Sở Thanh Hoàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời ông ta, chuyện thi hương sau này sẽ tới. Ngự thư phòng thảo luận chi tiết nhưng dường như chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Khởi bẩm bệ hạ, thu thuế năm nay. Cô liền ngắt lời, thuế má liên quan rất nhiều việc, dương ái khanh theo sau ôn ái khanh đến ngự thư phòng chờ đi. Thần tuân chỉ. Nói rồi cô tỏ thái độ khó chịu, còn có chuyện gì cần thương lượng với chẫm. Sau khi bãi chiều tới ngự thư phòng đợi đi, trẫm sẽ giải quyết từng việc một, hãy để tâm đến bách tính hơn nếu để chấm phát hiện có bản án oan hoặc án sai nào, tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Mọi người cung kính, nữ thượng anh minh. Ở trường Minh Cung, ôn chạm đến bẩm chuyện với Sở Thanh Hoàng. Sau một hồi bàn bạc Sở Thanh Hoàng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xử lý xong rồi. Thật sự là mùa thu nhiều việc quá. Ôn chạm động viên cô. Bệ hạ giờ đã ở cữ xong, bận rộn xong chuyến này sẽ tốt hơn nhiều rồi. Nghe vậy Sở Thanh Hoàng vui mừng hỏi. Cũng đúng nhỉ. Cũng không thể ngày nào cũng có chuyện chờ chẫm. Đúng rồi sao ngươi còn chưa đi ôn chạm cúi đầu bẩm báo thần khẩn cầu bệ hạ tác thành hôn sự cho thần sở thanh hoàng ngạc nhiên hôn sự gì chẳng phải ngươi đã nói ngươi không thành thân sao ôn chạm đã đổi ý rồi lần này là thực sự muốn cưới vân giao quận chúa làm vợ sở thanh hoàng muốn chắc chắn nên hỏi lại anh vậy ngươi đã có đối tượng mà mình nhắm chúng rồi sao ôn chạm gật đầu đã có rồi chính là vân giao quận chúa của vinh vương phủ sở thanh hoàng bị ôn chạm dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nói vậy là ngươi đã nghĩ thông rồi sao dự định thắng mấy thành hôn đây trông ôn chạm có vẻ lo lắng, đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Thấy thời gian gấp rút như vậy sở thanh hoàng cũng có chút nghi ngờ. Gấp thế sao, không phải là bị ép hôn đấy chứ. Ôn chạm bật cười, là thần cam tâm tình nguyện, tính tình của quận chúa đều tốt, có thể cưới được cô ấy là phúc của thần. Thế là sở thanh hoàng liền tán thành cho hai người họ. Nếu cả hai đã tâm đầu ý hợp chẫm đương nhiên sẽ thành toàn. Nếu không có chuyện gì nữa thì lui đi. Anh kính cẩn chào cô rồi rời đi, tạ ơn bệ hạ, thần xin cáo lui. Sở Thanh Hoàng bắt đầu nhõng nhẽo, "Phù Thương ta khát rồi, nói một tiếng vẫn chưa thấy anh xuất hiện." Cô ngạc nhiên ngoảnh ra nhìn Phù Thương, "Kỳ lạ, đi đâu rồi chứ?" Hóa ra là anh đang chơi cùng tiểu công chúa, thấy anh bế Cẩn Du rồi la hét ầm ĩ, làm cô cũng bất lực. "Cẩn Du bay nè, Cẩn Du muốn được bay như chú chim nhỏ này." Ấy vậy mà khuôn mặt của Cẩn Du lại không chút vui vẻ nào. Sở Thanh Hoàng đi đến buồn bã nói, "Ta phát hiện ra bản thân hình như đã bị thất sủng rồi, chân ái trong lòng chàng đã trở thành con gái rồi." Phù Thương bật cười, "Noãn Noãn đổ oan cho ta rồi." con gái là người thân, sao có thể không sủng chứ? Sở Thanh Hoàng bèn giải thích, ta không đổ oan cho chàng, là chàng chỉ chăm sóc con gái, lạnh nhạt với ta. Cô bé lấy cẩn du rồi nói làm phù thương cứ ấy náy. Noãn noãn à, có phải nàng ghen rồi không? Hình như đây là lần đầu tiên, cảm giác người ta cần đến thật tốt. Sở Thanh Hoàng lườm anh, nếu chàng còn như vậy nữa ta sẽ không cần đến chàng nữa sớm thôi. Phù thương nghe xong vội chạy đến vỗ về cô, sau khi sinh nàng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ta chỉ có thể đặt hết tinh lực vào con gái, nếu không sẽ không quản nổi bản thân mất. Sở Thanh Hoàng ngạc nhiên nói, vậy là chàng lạnh lùng với ta chỉ vì muốn tốt cho ta sao? Anh liền bật cười, tất nhiên rồi, ta là vì nghĩ cho sức khỏe của bệ hạ. Sở Thanh Hoàng nghe xong vui mừng hơn, hẳn lý do này nghe cũng tạm, nhưng cô vẫn thắc mắc, có phải khi chàng cần mới nhớ đến ta không? Phù thương ghé sát đầu rồi thì thầm, nhưng con gái đã được hai tháng rồi, đêm nay có phải đã có thể ăn mặn rồi không? Ta chẳng có giờ nào dây nào là không cần đến noãn noãn cả, chỉ cần một lúc không nhìn thấy, trong lòng đã cảm thấy trống rỗng rồi. Sở Thanh Hoàng ngoay ngoác, nam nhân đúng là con quỷ lừa người mà. Chuyển cảnh, Ôn phu nhân và Vinh Vương phi đang bàn bạc chuyện hôn sự của Ôn Trạm, với Vân Dao quận chúa, quý phủ hà tất gì lại lựa chọn tiểu tử thối Ôn Trạm chứ, hắn chỉ là một thằng nhãi mà thôi. Ôn lệ nhà chúng ta là nhân tài, Vân Dao quận chúa cho dù có gả thì cũng nên gả cho đích tử Ôn gia nhà chúng ta chứ. Vinh Vương phi không nghĩ vậy, bà nói Vinh Vương đã lựa chọn Ôn Trạm rồi, lại hỏi, tại sao là mẫu thân mà Ôn phu nhân lại có thể nói về con trai mình như thế? ôn phu nhân gượng gạo trả lời ta nói những điều này cốt là vì sợ vinh vương các người chọn nhầm con rể xin đừng ghét ta ồn ào vinh vương phi hiền tử ừm nói xong chưa ngay lập tức ôn phu nhân cúi đầu nói xong rồi nói xong rồi vậy hôn sự giữa vân giao quận chúa và lệ nhi nhà ta vinh vương phi chậm rãi nói chuyện hôn sự ta không làm chủ được ôn chạm là do vương ra nhà ta nhìn chúng các người nên tìm người ấy thương lượng thì hơn tại ôn phủ ôn phu nhân nổi giận đùng đùng với ôn hành vân Chàng nói xem, vinh vương phi đó có phải cố ý lấy ta ra làm trò cười không? Ôn hành vân vẫn điểm tĩnh, bất luận có nói thế nào thì người ta cũng đã nói cho nàng biết nên tìm ai, chuyến này coi như không tay trắng rồi. Bà ta chạy đến nhéo tay ông, nói cho chàng biết, ôn chạm giờ đã chẳng coi chúng ta ra gì rồi. Nếu còn làm rể của vinh vương phủ thì... Ôn hành vân vội nhận lỗi, ta biết rồi nàng mau bỏ tay ra đi, đau đau đau. Ôn nhi dù sao cũng là người tri thức, lại vừa thánh minh, lệ nhi nào có sánh bằng điểm nào chứ? Ôn phu nhân quát lớn, không sánh bằng ư, lẽ nào chàng muốn trơ mắt nhìn ôn chạm ngồi trên cổ chàng sao? Nói rồi bà ta quăng cây chổi đuổi ông ta đi. Hôm nay nếu không tới Vinh Vương Phủ thì đêm nay đừng có mơ tới đây qua đêm nữa. Thế là ôn hành vân phải đồng ý, ta đi ta đi ngay. Đi một hồi thì tới Vinh Vương Phủ, đứng bên ngoài đã gặp được Vinh Vương. Ôn hành vân đi tới lễ phép chào, thật trùng hợp quá, thật không ngờ thế mà có thể gặp Vương ra ở đây. Vinh Vương ngạc nhiên hỏi lại, đây là trước cổng nhà của bổn Vương, ôn đại nhân không phải là hồ đồ rồi đó chứ, Ôn Hành Vân vội vàng giải thích, đâu có đâu có, không còn bao lâu nữa là chúng ta sẽ trở thành thông gia rồi. Vinh Vương cũng gật đầu, Ôn Trạm quả là đứa con rể không tồi, bổn vương rất hài lòng. Ôn Hành Vân giả vờ không biết, Ôn Trạm ư, vương gia nói đùa rồi, Vân giao quận chúa làm sao có thể gả cho tên nghịch tử đó được chứ? Vinh Vương bất ngờ, không gả cho Ôn Trạm thì nên gả cho ai đây? Nghe vậy Ôn Hành Vân lại bắt đầu ngon ngọt, hôn nhân chú trọng môn đăng hộ đối, Ôn phủ tuy rằng không bằng được Dung Vương phủ, nhưng nhưng cái gì, thấy vương gia nóng lòng như thế ôn hành vân cũng không để người đợi lâu ông nói rằng ôn lệ vẫn là con trai trưởng của hạ quân kết duyên với vân giao quận chúa thì là phù hợp nhất cứ tưởng vương gia sẽ đồng ý nào ngờ ông từ chối thẳng thừng ngay ta thấy không hẳn là như thế đâu ôn trạm tuy là con vợ lẻ nhưng mạnh hơn con trai cả của ông không chỉ một chút ôn hành vân kinh ngạc vương gia có điều không biết tên nghịch tử này nhận được thánh quyền liền không xem người phụ thân này ra gì phu nhân tìm kiếm hôn sự cho nó chẳng những không biết cảm ơn còn rũ áo bỏ đi vinh vương chẳng có chút thất vọng nào cả ông vẫn một lòng tin tưởng ôn trạm con cháu tự có phúc của con cháu ôn trạm có cách suy nghĩ riêng của mình thì cũng không phải là chuyện xấu đâu thấy vương gia vẫn một mực binh vực ôn trạm ôn hành vân gào lên nó thân là con trai thứ nhưng lại mâu thuẫn với huynh trưởng của mình tuy là người ôn gia nhưng lại không tuân theo luật lệ gia pháp vinh vương vẫn không hề nghĩ xấu cho ôn trạm ông cho rằng anh làm thế cũng không hẳn là lỗi lớn gì ôn hành vân không thể chịu được chuyện này không phải lỗi lớn ư ờ ôn phủ mà đối xử với phụ thân như vậy nếu như thành thân rồi không biết là sẽ đối xử với vương gia người thế nào đâu nói một hồi vinh vương không muốn đôi có thêm nữa đủ rồi ôn chạm là con rể do bổn vương đích thân lựa chọn lẽ nào ngươi đang nghi ngờ mắt nhìn của bổn vương sao ôn hành vân lúng túng hạ hạ quan không dám ạ. nói rồi vinh vương quay đầu vào phủ bảo ôn hành vân cứ về đi về nhà mua một cái gương cho con trai trưởng của ngươi ngắm xem từ đầu đến chân có chỗ nào sánh được bằng ôn chạm hay không thật là suy nghĩ viễn vong ngay lập tức mấy người ở đó cũng chế giễu ông rốt cuộc là thi ở đâu đừng có dẫn sai đường đấy sẽ không sai đâu đi qua dung vương phủ sẽ thêm ba lần nữa là đến rồi lúc đi qua lục tất cư ngươi cũng đã nói như vậy những câu nói này đã làm ôn hành vân xấu hổ không biết nên chui đầu vào đâu tại trường thi vòng sơ khảo của kỳ thi mấy nam nhân đều đang thúc giục nhau đừng ổn nữa đến muộn chúng ta sẽ bị lỡ ba năm đấy thẩm trọng cẩm đi quan sát một hồi liền đưa ra đánh giá trình độ thí sinh năm nay khá tốt ai ai văn tư cũng trôi chảy bỗng anh để ý đến một người ngồi ở góc đằng kia có phải mình đã độc thân quá lâu rồi không tại sao nhìn một thí sinh cũng thấy ngũ quan thanh tú vậy chứ không đúng trên mặt tại sao đến một cọng râu cũng không có tay cũng mảnh mai mềm mại chẳng lẽ là một nữ tử sao nghĩ đến đây sau khi vòng sơ khảo kết thúc anh soạn tấu trương dâng lên sở thanh hoàng cô ngạc nhiên hỏi cho phép nữ tử tham gia kỳ thi sao bây giờ mới dâng lên cái sớ này hả thẩm trọng cẩm nhẹ nhàng giải thích bệ hạ trước kia từng nói nữ tử có thể tham gia kỳ thi đúng vậy đúng là sở thanh hoàng đã từng nói như thế nghe vậy thẩm trọng cẩm lo lắng hỏi chuyện Giả sử có một nữ tử tham gia kỳ thi lần này, bệ hạ có trị tội cô nương ấy không?" Sở Thanh Hoàng tò mò, "Ngươi có ý gì hả? Trong số thí sinh dự thi mà bộ công vụ đưa lên không hề có nữ tử mà." Thực ra thần nhìn thấy ở trong trường thi có một thí sinh là nữ cải nam trang. Sở Thanh Hoàng nghiêm túc xem xét, "Nếu như ta cân nhắc thì cô nương ấy có thể mắc tội khi quân." Thẩm Trọng cầm vội vàng khuyên giải, "Thần cho rằng có lẽ là cô ấy có điều gì khó nói, hơn nữa nữ tử thi từ trước đến nay chưa có nghe đến." Đây là Sở Thanh Hoàng đã đoán được phần nào, cô nhìn anh hỏi sao nào? Ngươi nhìn chúng cô nương đó rồi ư? Anh lập tức biện minh, không phải là thần có suy nghĩ vô lý, mà là cho rằng, thúc đẩy cải tiến kỳ thi là cơ hội nâng cao địa vị của nữ tử. Nếu như học thức của người này chưa đủ chúng bảng vàng thì sao? Thì hoàng thượng cứ xem như là thi không động là được. Thẩm Trọng cầm đề xuất ý kiến làm Sở Thanh Hoàng cũng có chút cân nhắc, dựa vào quan sát của ngươi, cô nương đó có bao nhiêu phần trăm có thể đậu bảng vàng? Thẩm Trọng cầm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời thần vẫn chưa kiểm tra kỹ đề của cô nương ấy, nhưng khi cô nương ấy trả lời câu hỏi, thì trông có vẻ rất lưu loát và tự tin. Đậu bảng vàng có lẽ không thành vấn đề. Sở Thanh Hoàng hỏi ý kiến của Phù Thương. Chàng thấy thế nào? Anh cũng vui vẻ đưa ra ý kiến của mình. Ta cảm thấy tính cách càng quan trọng hơn, nếu như tính cách đơn thuần, lương thiện, học thức cũng ổn thì có thể giữ ở bên cạnh làm nữ quan. Thế là Sở Thanh Hoàng ân chuẩn cho tấu sớ này. Vậy đợi đậu được bảng vàng rồi nói tiếp đi. Nghe vậy thẩm trọng cẩm không khỏi vui mừng, tạ bệ hạ ân điển sau đó cô nhắc nhở anh, người ta với ngươi không thân cũng chẳng quen, ngươi chạy đến đây dọn đường cho cô nương ấy, thật khiến cho người ta mộng tưởng. Thẩm Trọng cầm lúng túng, thần đều là nghĩ cho bệ hạ, tuyệt đối không có chút tư lợi nào. Nhưng suy nghĩ của anh thế nào chẳng lẽ cô không hiểu rõ sao? Cô chỉ úp mở để anh liệu việc mà làm. Chấm biết ngươi không có, nếu không thì đâu nói tử tế như vậy đâu. Thế là Thẩm Trọng cầm bật cười, bệ hạ thánh minh. Sở Thanh Hoàng xem lại tấu sớ, nghĩ đến việc nữ cải nam trang cô lại càng có hứng thú với cô nương này cuối cùng cũng có một nữ tử miễn cưỡng hợp với tính cách của trẫm rồi. Sau đó tại khách điếm, Thẩm Trọng cầm theo dõi cô nương đó đến đây, đứng bên ngoài thấy cô đang dùng bữa anh quan sát một hồi thì nhận ra, mặc đồ đoan chính, cách ăn ung um dung tự tại, không giống đệ tử con nhà nghèo hèn. Vậy thì kỳ lạ, làm gì có nhà giàu có nào đưa thiên kim nhà mình tham gia thi cử chứ? Anh đang đứng ngẩn ngơ bên ngoài, thì tiểu nhị của quán đến hỏi. Khách quan tôi thấy ngài đứng ở đây nửa canh giờ rồi, nếu không có tiền ăn thì chúng tôi có thể cho ngài vài cái màn thầu thẩm trọng cẩm ái ngại, hả, không phải đâu, tôi không có. anh với tiểu nhị đang nói chuyện thì cô nương đó đã nghe được, cô mở lời mời anh đến ăn cùng mình. phó khảo quan thẩm muốn ăn cùng không? thẩm trọng cẩm đầy lúng túng, không cần, tôi thật sự không phải không có tiền. thấy thế tiểu nhị càng bối rối, thì ra hai vị quen biết nhau, là tiểu nhân đường đột, ta đi lấy thêm bát đũa nhé. thẩm trọng cẩm đành phải vào ngồi cùng cô nương đó, anh cười hỏi, người quen ta sao? cô nhìn anh rồi trả lời một cách rất tự tin, thi ba vòng thẩm đại nhân đều có mặt, học sinh sao có thể không biết? thịt bò trong tiệm này được xưng là nhất phẩm đại nhân thử xem thẩm trọng cẩm cũng rất ngạc nhiên ngươi nhận ra bổn quan nhưng ta lại không biết ngươi tên là gì học sinh tất nguyệt tất trong mực đen nguyệt trong ánh trăng nghe cái tên này thẩm trọng cẩm cũng rất lấy làm lạ ánh trăng trong mực đen ư đúng là ý nghĩa kỳ lạ anh cố ăn tự nhiên rồi hỏi thêm trong nhà ngươi có ra thất chưa tất nguyệt thành thật trả lời học sinh tuổi còn nhỏ chưa thành danh toại nên không vội cưới vợ thẩm trọng cẩm gật đầu anh đang nếm thử miếng thịt bò bỗng cảm thấy rất ngon thịt bò này đúng là không tồi, xem ra người cũng từng ăn không ít đồ ngon nhỉ. Tất Nguyệt không dám, nếu đại nhân thích thì ta gọi thêm một đĩa nữa. Tiểu nhị ở đây. Nhìn phong thái của cô nương này thẩm trọng cẩm đã nhận ra nhiều điều, nhưng anh đến không phải để ăn, anh vội cầm lấy cổ tay cô nương đó. Không cần. Thật ra ta đặc biệt tìm đến ngươi. Tất Nguyệt ngạc nhiên, tìm ta ư. Thấy cô phản ứng mạnh như thế thẩm trọng cẩm cũng không muốn giấu làm gì. Người có tài năng thật, đỗ bảng cũng không thành vấn đề, nhưng muốn đỗ hoàng đằng thì không phải chuyện dễ dàng trên con đường làm quan một phần may mắn ba phần thực lực, còn lại phải có quý nhân trợ mới được. Nghe đến đây tất nguyệt thông minh cũng dần nhận ra. Thẩm đại nhân muốn làm quý nhân của tại hạ ư, anh khen cô quả nhiên là người thông minh, vừa nhắc đã nghĩ ra ngay. Tất nguyệt tò mò hỏi, đại nhân muốn ta làm gì? Thẩm trọng cẩm rất cảnh giác, ở đây nhiều người lắm, tai mắt không tiện, tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện đi. Nhưng tất nguyệt lại đề phòng hơn, thánh nhân từng nói quân tử thận trọng, không sợ phòng tối. Đại nhân không tiện nói ở đây ta thấy vẫn nên không nói thì hơn thẩm trọng cầm bất ngờ vì câu trả lời này nếu bổn quan định nói tốt cho ngươi vài câu trước mặt thánh thượng thì sao tất nguyệt đứng dậy rời đi cho dù thi rớt thì cũng sẽ không dùng thủ đoạn cầu khẩn này nhìn cách đi đứng của cô thẩm trọng cầm càng yên tâm về suy xét của mình rõ ràng là nữ cải nam trang nhưng khí độ vẫn rất tự nhiên bình tĩnh ta quả nhiên không nhìn nhầm người rồi khi trở về thẩm trọng cầm đến thằng trường minh cung bẩm báo chuyện này cho sở thanh hoàng vừa thấy anh cô đã vội mắng mấy ngày nay ngươi làm gì hả thẩm trọng cẩm cúi đầu nhận lỗi có phải bệ hạ đã nghe thấy lời đồn gì không sở thanh hoàng không kìm được mà nói ra hết mấy ngày nay tấu trương vạch tội ngươi đủ một hòm rồi đến phụ thân ngươi cũng có một quyển thẩm trọng cẩm nhận lấy quyền tấu trương đó rồi nhỏ nhẹ nói phụ thân đại nhân luôn là người công chính liên minh sở thanh hoàng cũng không muốn trách phạt anh bởi vì cô biết anh không phải loại người như vậy cô chỉ báo cho anh biết triều đình chưa đăng bảng người tiếp xúc thân mật với học sinh không biết đây là ý gì thẩm trọng cẩm từ từ giải thích bệ hạ thật ra thần không có ý gì cả chỉ là có chút hứng thú với cô ta nên mới đi theo mà thôi. cô vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời này. mấy ngày trước chẳng hỏi ngươi thì ngươi lại không nói như thế. xong có khúc người có lúc gặp cô ta đúng là có chút tức giận với thần. sở thanh hoàng liền trêu tội khi quân của cô ta vẫn còn đó. ngươi chuẩn bị đồng sinh cộng tử với cô ta sao? biết mình không còn đường lui, thẩm trọng cẩm đành nhận lỗi. coi là vậy đi. có điều học thức và tính cách của cô ta đều coi là sự lựa chọn tốt nhất. thần sẽ không nhìn lầm đâu. phụ thân đại nhân tố thần là sợ thần thích thiếu niên làm mất mặt gia đình. Sở Thanh Hoàng liệt kê những loại bất hiếu cho Thẩm Trọng Cẩm được rõ. Bất hiếu có ba loại, không có con là lớn nhất, sự lo lắng của phụ thân ngươi không phải vô lý. Thẩm Trọng Cẩm không chịu thua bèn lấy lý do để phản bác lại cô, trước kia dù sao thần cũng là người của bệ hạ, muốn là người thường để cưới vợ đâu có dễ dàng đâu. Nghe vậy Sở Thanh Hoàng cười khổ, vậy ý ngươi đó là lỗi của ta sao? Thần không dám. Sở Thanh Hoàng lớn tiếng, quỳ xuống, sắp lên bảng rồi chú ý điểm dừng, đừng để người khác nói thêm gì về ngươi. Thế là Thẩm Trọng Cẩm được tha tội lần này, tạ chủ long ân thần cáo lui phù thương chứng kiến câu chuyện nãy giờ chờ thẩm trọng cẩm rời đi mới hỏi sở thanh hoàng cho nên hắn ta nhìn chúng cô nương có gan lớn đó sao cô gật đầu chắc là vậy lúc đầu còn cứng miệng mới gặp một lần đã động lòng rồi phù thương ngạc nhiên sao noãn noãn biết được chuyện đó sở thanh hoàng ghé đầu thì thầm vừa rồi hắn đứng ở đó trong lòng niệm hơn trăm lần tất nguyện mặc dù có tư tâm nhưng cũng không phế công vụ nhưng phù thương vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào thẩm trọng cẩm làm sao có thể chắc chắn được sở thanh hoàng nói là vì trong lòng hắn luôn đọc duy nhất một câu đại nghiệp nữ cung của bệ hạ sẽ bắt đầu từ tất nguyệt sáng hôm sau trước cửa cống viện đã tụ tập rất nhiều người mọi người ai cũng chen lấn xem kết quả kỳ thi vừa rồi tất nguyệt cũng có ở đấy nhìn qua một lượt cô reo lên ôi ta trúng rồi đứng thứ hai mọi người ở đó cũng chúc mừng cô thẩm trọng cẩm cũng đến công tử đã trúng tuyển rồi ắt hẳn cha mẹ và huynh trưởng đều rất vui đấy cổ nhân nói khi người đã giác ngộ thì gà khuyển cũng có thể thăng thiên quả không sai tất nguyệt bất ngờ vì thẩm trọng cẩm lại có mặt ở đây cô lúng túng thẩm đại nhân sao lại nói vậy tất nguyệt lo anh đã biết được bí mật của mình nên đành đi theo hỏi cho ra nhẽ thẩm trọng cẩm bày ra vẻ bí ẩn đế đô hoàng thành dưới chân thiên tử nếu phạm sai lầm có lẽ sẽ là vực thẳm vạn trượng tất nguyệt vẫn cố che giấu bí mật của mình lời mà đại nhân nói ta nghe không hiểu thế là thẩm trọng cẩm đi tới một hàng quán thấy cây châm này rất đẹp anh giả bộ nhặt nó lên rồi nói chiếc châm này trông rất hợp với ngươi đấy Tất Nguyệt lo lắng nên nói có vẻ thiếu tự tin, đại, đại nhân nói đùa rồi, đại trượng phu sao có thể cài lên loại kẹp tóc này chứ. Thấy cô vẫn khăng khăng không chịu nhận tội. Anh đành phải nói ra sự thật, Tất Nguyệt ơi Tất Nguyệt, ngươi giấu người thường thì không sao, nhưng giấu bệ hạ sẽ là tội khi quân đấy. Đến nước này Tất Nguyệt vẫn không chịu thừa nhận, học trò dựa vào bản thân mà thi được công danh, sao lại được coi là khi quân chứ. Nghe vậy thẩm trọng cầm bật cười, thân không phải là nam nhi nhưng trái tim lại mạnh mẽ hơn cả nam nhi. Mang hình hài của một nữ tử chúng ta qua bên đó nói chuyện đi hai người tới một nhà trọ gọi bàn rồi ngồi nói chuyện nghiêm túc. Tất Nguyệt lúc này mới chịu nhận tội của mình, không ngờ lại bị đại nhân nhìn ra rồi. Học trò quả thật thân là nữ nhi. Nhìn dáng vẻ bế tắc của cô, anh hỏi, vậy ngươi định tính thế nào? Tất Nguyệt lúng túng trả lời, cùng lắm, cùng lắm thì không cần phần công danh này nữa, hồi phủ là được rồi không phải sao? Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, thẩm trọng cẩm cười bảo, muộn rồi, thịt đã bày sẵn trên đĩa, dù có làm thành bò cũng không thể nào sống lại được. Câu nói đầy ẩn ý của thẩm trọng cẩm đã trực tiếp làm tất nguyệt lo lắng chuyện này bệ hạ cũng là nữ nhi, đã làm hoàng đế chẳng nhẽ công danh này của ta cũng không được thi sao? Thẩm Trọng Cẩm giải thích nhẹ nhàng, bệ hạ là danh chính ngôn thuận, nhưng người lại không có hy vọng thành công, thậm chí còn gây liên lụy đến tất gia. Tất Nguyệt tức giận rồi cô ngắt lời của Thẩm Trọng Cẩm, không cần nói nữa, người đã biết từ lâu nhưng lúc này lại đến uy hiếp ta, người đúng là một lão hồ ly xảo quyệt bẩn thỉu. Bị mắng xối xả như vậy làm Thẩm Trọng Cẩm cũng phải bất ngờ. Tất công tử hiểu lầm ta rồi, thế nhưng Tất Nguyệt lại không cho là thế. Không có hiểu lầm gì cả, lần trước đã từ chối ngươi nhưng ngươi vẫn dùng gậy đánh rắn ngươi đúng là thứ lăng băm đá không rớt mà không thể nhẫn nhịn được nữa thẩm trọng cẩm cũng lớn tiếng biết vậy thì sớm đã vạch mặt ngươi trước mặt bệ hạ có khi còn tránh được một trận mắng mỏ tất nguyệt bằng hoàng khi biết bệ hạ vẫn chưa biết đến thân phận nữ nhi của mình cái gì cơ thẩm trọng cẩm không muốn đôi có thêm nữa anh quay lưng rời đi nhưng tất nguyệt lại la lên đứng lại thế là anh ngoảnh mặt cười cợt dám vô lễ với mệnh quan triều đình như vậy quả thực là hiếm gặp tất nguyệt hạ giọng thẩm đại nhân rốt cuộc muốn làm gì ít nhất hãy để học trò biết trước khi chết đi thấy cô thành thật như vậy thẩm trọng cẩm cũng không giấu nữa người thân là nữ mà lại cải trang thành nam tới tham gia thi cử đúng là dũng cảm để tránh cho ngươi sau này phải chịu trách nhiệm ta đã tìm bệ hạ nói chuyện này rồi tất nguyện cảm kích vô cùng ngài ngài thật sự đã làm như vậy sao thẩm trọng cẩm gật đầu bệ hạ hy vọng có thể nâng cao địa vị của nữ tử bắt đầu từ cuộc thi này hành động nữ cải nam trang này của ngươi ngược lại chính là điều mà bệ hạ mong muốn Nghe những lời này cô nhỏ nhẹ nói chuyện, nếu dùng thân phận nữ nhi để thi, chỉ sợ rằng đến cả nhà của ta còn chẳng rời đi nổi. Đại nhân chu đáo tỉ mỉ như vậy, nhưng học trò thật sự lại chẳng có gì báo đáp được, thẩm đại nhân không những không trách tội học trò, mà còn dụng tâm như vậy, Tất Nguyệt thật sự không biết phải biết thế nào cho hay. Thẩm Trọng cầm bật cười, cảm ơn cái gì chứ? Có thể giúp được bệ hạ đã là chuyện tốt rồi. Nào ngờ Tất Nguyệt lại không muốn mang ơn người khác, không biết học trò phải làm thế nào mới có thể cống hiến được sức lực khiêm tốn của mình đây. Thẩm Trọng cầm lúng túng Nữ tử đi học trở ngại trùng trùng, nếu ngươi bị phát hiện sẽ càng khó khăn hơn. Chi bằng chuyển tới thẩm phủ cùng ta trước rồi từ từ tìm hiểu sau. Tất Nguyệt kinh ngạc, hả, sao lại như thế được? Chuyển cảnh. Tại Trường Minh Cung, Phù Thương và Sở Thanh Hoàng đang trao đổi chính sự, anh báo cho cô Chu Thiệu muốn vào gặp. Sở Thanh Hoàng ngạc nhiên, hắn tới đây làm gì chứ? Hắn nói là muốn tặng ngân lượng cho bệ hạ, 100 vạn lượng. Nghe vậy Sở Thanh Hoàng vội ân chuẩn cho Chu Thiệu vào diện kiến. Thảo dân Chu Thiệu tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế. Thấy Chu Thiệu vào Sở Thanh Hoàng cao mày hỏi, chu gia chủ đã lâu không gặp đây là hoàng phu chính thất của trẫm chu thiệu cúi đầu thảo dân biết hoàng phu đại nhân không chỉ là chính phu mà còn là phu quân duy nhất của bệ hạ phù thương nhìn hắn một cách hài lòng người biết là tốt thấy vậy sở thanh hoàng cho chu thiệu bình thân rồi hỏi anh sao đột nhiên lại tới hoàng thành vậy chu thiệu dõng dạc trả lời có thể làm trụ cột cống hiến tài nguyên văn chương cho tây tể trong tương lai là phúc khí của thảo dân phù thương nghe xong có chút khó hiểu người giữ vị trí kế nhiệm gia chủ còn bận tâm tới sản nghiệp quốc gia chuyện tặng ngân lượng cứ giao cho quản gia là được rồi chu thiệu gật đầu hoàng phu đại nhân nói rất đúng nhưng lại lườm phù thương khinh bỉ ngươi cho rằng bệ hạ sẽ từ bỏ toàn hậu cung chỉ vì ngươi sao hay tin này sở thanh hoàng phấn chấn hẳn đích thân tới hoàng thành tặng ngân lượng không dễ dàng gì ngươi có tâm quá rồi chu thiệu bày ra vẻ khiêm tốn chuyện lớn như vậy vì để không xảy ra sai sót không cần thiết thảo dân tới đây một chuyến cũng là điều nên làm mà phù thương lại không có hảo cảm với tên này anh nhìn chằm chằm chu thiệu hừ đồ nịnh bợ gia chủ chu gia làm ăn lớn hẳn là có không ít chuyện cần làm nếu đã tặng tiền xong rồi thì mau quay về đi chu thiệu cũng không phải dạng vừa mặc dù bị đuổi khéo như vậy nhưng vẫn cố tìm lý do để ở lại muốn chọc tức phù thương thảo dân ngưỡng mộ sự phồn hoa của kinh thành tính ở thêm vài ngày nếu lỡ bệ hạ có gì cần tới cũng có thể giúp đỡ phù thương nào chịu để yên cho hắn ta làm càn chu gia chủ nói đúng lắm noãn noãn nhà ta quả thực đang cống hiến hết mình cho việc xây dựng tây tề thấy vậy chu thiệu cũng cố tình khiêu khích trong chuyện này hẳn là cũng có một phần công lao của hoàng phu đại nhân nhỉ sở thanh hoàng ngồi ở giữa cũng cảm thấy chán nản cái cảnh này hai người này trông thì có vẻ hòa hợp nhưng sớm đã đối đầu gay gắt trong lòng rồi chu thiệu thì muốn lấy lòng cô ta tới tặng chút ngân lượng vốn là mượn cớ này để tới thăm bệ hạ sao người cứ thích gây phiền toái vậy hả còn phù thương thì không muốn để cô tiếp xúc với chu thiệu xong chuyện rồi thì mau đi đi chẳng nhẽ còn muốn dùng bữa tối với noãn noãn nhà ta nữa à cuối cùng sở thanh hoàng đành phải ra tay xử lý chu gia chủ trẫm còn rất nhiều chuyện cần xử lý nếu không có chuyện gì nữa thì lui xuống trước đi chu thiệu như muốn đứng hình ở đó không ngờ bệ hạ lại đối xử như vậy với mình hả thảo dân phù thương cười thầm thấy hắn ta vẫn còn lăm le muốn ở lại anh còn nói thêm vài câu để chọc tức hắn hay là chu gia chủ còn có thứ gì khác muốn dâng lên đây chu thiệu bực bội trả lời không có thảo dân xin cáo lui chờ hắn đi xa rồi phù thương mới thì thầm với sở thanh hoàng tên khốn này lại dám có ý nghĩ to gan cô ngạc nhiên sao chẳng biết ánh mắt đó của hắn nhìn nàng không qua được mắt ta đâu hắn có phải thật sự có ý đồ không an phận sở thanh hoàng tò mò hỏi hắn nghĩ như thế nào sao ta lại không nhớ ra được vậy phù thương bị trêu không biết nên nói gì chỉ biết nhìn chằm chằm cô chàng là hoàng phu chính thất không cần chấp nhặt với thần dân của mình đâu phù thương mỉm cười hắn thèm muốn đế vương thì chính là điêu dân mà nghe vậy sở thanh hoàng véo má anh liệu trẫm sẽ bận tâm chăng toàn bộ tây tề này đều là của trẫm bao gồm cả chu thiệu đó nữa phù thương mạnh bạo cúi xuống thiên hạ là của noãn noãn nhưng noãn noãn là của ta mà nói rồi anh bế cô đứng lên làm cô bất ngờ chàng muốn làm gì hả giờ đang là thanh thiên bạch nhật đấy phù thương cười nhẹ ban đêm có thể dâm loạn thì ban ngày đương nhiên cũng có thể tuyên dâm hóa ra là anh bế cô đi tắm vừa dội nước cho cô vừa im lặng không nói gì sở thanh hoàng thử hỏi hết ghen rồi sao phù thương thản nhiên trả lời ta không có ghen noãn noãn đã từng nói hoàng phu chính thất cần phải độ lượng và lại ta là hoàng phu biết nghe lời mà tuy nói vậy nhưng bên trong lại rất khó chịu, có tiền thì đã sao, noãn noãn đã không đồng ý rồi thì chẳng phải nên ngoan ngoãn cút khỏi đây sao. Ta tùy ý nhận một nhiệm vụ cũng đã được mấy trăm vạn lượng bạc rồi, một trăm vạn của ngươi mà cũng dám phô trương. Sở Thanh Hoàng nghe được hết những điều này, cô gọi tên anh để anh giật mình. Phù thương hốt hoảng trả lời, hả, ta thật sự không ghen mà. Cô che miệng cười tủm tỉm, ừm, um, ta tin chàng mà. Nhưng thấy cô cứ cười như vậy phù thương lại khó hiểu, nàng lại cười ta rồi ư. Ừ. Đúng rồi, thi đình sắp tới rồi noãn noãn định sắp xếp những người thế nào vậy? Sở Thanh Hoàng suy nghĩ, nên sắp xếp thế nào thì sắp xếp thế ấy. Hiện tại đang là thời điểm tuyển người trong triều còn có rất nhiều chỗ trống mà. Nhắc mới nhớ, hình như thí sinh nữ mà thẩm trọng cẩm cầu sinh được tha thứ đó, cũng có tên trong bảng, là xếp thứ hai ở hạng nhất sao. Lúc này ở thẩm phủ, thẩm trọng cẩm dẫn tất nguyệt về nhà, làm thẩm lão ra tức giận, nếu mệnh quan triều đình qua lại riêng với một người trong bảng, thì đó chính là kết bè kết cánh, là trọng tội đấy, con mau đuổi hắn đi ngay lập tức đi. Thẩm trọng cẩm từ chối, không được, con không dễ dàng gì mới mời được cậu ấy tới đây. Thẩm lão ra nổi điên muốn tát vào mặt anh, "Hỗn láo, ta đánh chết con, cái thứ nghịch tử này." Thẩm Trọng cẩm vội vàng giải thích, "Phụ thân bất giận, Bệ hạ đã biết chuyện này, con đã xin chỉ thị rồi." Nghe xong câu này ông mới hạ hỏa, hóa ra Bệ hạ đã biết, vậy thì không sao rồi. Được sự đồng ý của phụ thân Thẩm Trọng cẩm dẫn Tất Nguyệt tới ở lại nhà Kề. Nhưng ông nghe đến nhà Kề, lại có sự nghi ngờ, "Được được được, nhưng nhà Kề là sao chứ? Phủ chúng ta có nhiều phòng như vậy, tại sao lại ở gần viện của con quá vậy?" anh lựa lời nói với phụ thân, hài Nhi chỉ là xin bệ hạ chọn lọc trước, hiểu được phẩm hạnh và học thức của vị học tử này mà thôi. Nghe vậy thẩm lão ra mừng rỡ, vậy bệ hạ đã nhìn chúng vị thiếu niên này rồi sao? Thẩm trọng cầm vui vẻ gật đầu, chắc là vậy. Trẻ con cũng cảm thấy cậu ấy rất tốt mà. Tất Nguyệt chỉ biết đứng im mà không biết nói gì, cô còn có suy nghĩ, giờ mà rời khỏi thẩm phủ còn kịp không nhỉ? Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tất Nguyệt, thẩm trọng cầm vào cung bẩm báo cho sở thanh hoàng một tiếng. Nào ngờ cô lại tức giận hỏi, các giáo quan cùng các sĩ tử trong danh sách đều đang trên sân. Đây là tội gì không cần phải nói với ngươi phải không?" Thẩm Trọng cầm mạnh dặn nói, "Đó là tội kết bè kết phái." Sở Thanh Hoàng thấy vẫn còn chưa hết, không những chỉ có tội kết bè kết phái, mà còn lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân. Biết tội mình quá lớn, Thẩm Trọng cầm đành cúi đầu xin cô tha thứ. "Bệ hạ minh giám, thần biết tội." Cô bảo anh truyền Tất Nguyệt vào cung, cô có chuyện muốn hỏi nàng ta. Thẩm Trọng cầm hốt hoảng, "Bệ hạ muốn xử nàng ta sao?" Sở Thanh Hoàng cũng bất ngờ cô chỉ mới bảo là mình muốn hỏi chuyện chứ chưa đề cập đến việc xử tội. Thế nào mà anh đã lo lắng đến thế, lại còn cầu xin cho cô ta. Thần không có ý đồ gì khác, chỉ cảm thấy nàng ta rất thú vị, hy vọng bệ hạ bao dung hơn. Sở thanh hoàng bật cười, nữ cải trang nam lừa dối bề trên, ta không trừng phạt, người còn muốn bao dung thế nào nữa. Thẩm trọng cầm rơi vào bế tắc, thần không có ý đó, là thần đã đi quá xa mong bệ hạ thứ tội. Cô bảo anh lui xuống để đón tất nguyệt vào diện kiến. Thẩm trọng cầm đành ngậm ngùi rời đi, vâng, thần xin cáo lui phù thương lại hóng hớt chuyện anh cúi xuống đưa trái cây rồi tiện thể hỏi sở thanh hoàng chẳng lẽ hắn ta nhìn chúng tất nguyệt rồi sao cô gật đầu tám chín phần là như vậy đấy bị kết tội mà vẫn ở đó bảo vệ người khác nghe vậy phù thương cũng không có gì lạ xem ra thẩm đại nhân đã động lòng rồi sở thanh hoàng nhớ lại lời của thẩm trọng cẩm hôm trước liền lắc đầu mấy hôm trước còn nói sẽ không lấy vợ như này là khi quân nhỉ phù thương ngạc nhiên thế này mà cũng tính là khi quân sao dường như sở thanh hoàng chỉ muốn đùa một chút nhưng phù thương lại nghiêm túc quá làm cô phải hùa theo sao lại không tính chứ, không thể để hắn tùy ý như vậy. Truyền Tất Nguyệt vào cung rèn luyện một khoảng thời gian rồi tính tiếp. Phù Thương lo lắng, thẩm trọng cẩm làm noãn noãn thật sự tức giận rồi, tuyệt đối không bỏ qua cho hắn được. Tội danh lần này để hắn tự giải quyết, nếu không giải quyết được thì đẩy đến biên giới xây thành, để hắn cả đời không nhìn thấy Tất Nguyệt. Thấy anh lạnh lùng như vậy, Sở Thanh Hoàng cũng phải bất ngờ. Cô vuốt ve khuôn mặt thon gầy của anh rồi nói, "Phù Thương chàng thay đổi rồi." Anh bất giác hỏi lại, "Hả? Gì cơ? Ta thay đổi chỗ nào?" Cô cười bảo, trước đây chàng chỉ biết dùng sức hành hạ người khác, còn bây giờ học được cách dùng tình rồi. Phù thương bật cười, đều là công của noãn noãn mà. Sở thanh hoàng đã quen với những lời khen như vậy rồi nên cũng gùa vào, càng ngày càng biết ăn nói, đêm nay thưởng cho huynh thị tẩm. Vâng, được bệ hạ sùng ái là phúc phận của thần. Lúc này ở thẩm phủ, thẩm trọng cầm trở về thông báo cho tất nguyện. Cô cảnh giác hỏi bệ hạ triệu kiến ta làm gì, có phải huynh đã phản nàn ta với bệ hạ không? Thẩm trọng cầm lắc đầu, cây lớn phải đón gió lớn, ngươi sống trong nhà ta vì vậy bệ hạ muốn gặp ngươi đấy. Nhưng Tất Nguyệt vẫn không tin tưởng anh hoàn toàn, cô nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò. Chuyển đến thẩm gia không phải chú ý của đại nhân sao, với lại không phải bệ hạ cũng biết rồi sao. Thẩm trọng cẩm bị cha hỏi đến toát cả mồ hôi, bệ hạ chỉ là nghe được tin đồn khắp nơi ở trên phố, tất nhiên là muốn nhìn thấy tận mặt rồi. Càng nói càng làm Tất Nguyệt thêm nghi ngờ, tin đồn khắp nơi trên phố sao, còn không phải do ngài cư xử kỳ quái nên mới sinh ra hiểu lầm sao thẩm trọng cẩm lấy lại bình tĩnh từ từ giải thích cho tất nguyệt ta hiểu cảm giác của ngươi nhưng việc cấp bách hiện tại là tham kiến bệ hạ đừng để ngài đợi lâu tất nguyệt không đồng ý ta đi thì mọi việc cũng đã lộ rồi cùng lắm thì không cần danh tiếng này nữa mặc đồ nữ nhi và trở về nhà còn hơn nhưng quyết định này của cô đã bị thẩm trọng cẩm ngăn cản vậy thì không được rồi sau khi ngươi đi nếu bệ hạ tình ngươi thì ta tìm đâu ra đó là tội khi quân đấy sự việc bắt đầu từ việc tề công tử cải trang nam giới muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông Tất Nguyệt cũng suy nghĩ lại, vậy khi gặp bệ hạ ta phải làm sao đây? Thẩm Trọng cẩm nhắc nhở cô, bệ hạ thích những cô nương có tham vọng. Tất Nguyệt nhanh tay lấy giấy bút ra ghi lại, có tham vọng. Thẩm Trọng cẩm nhiệt tình kể tiếp, nếu bệ hạ nhìn ra thân phận nữ nhi của ngươi thì theo tình thế mà làm. Biểu đạt lòng quyết tâm phục vụ tổ quốc. Thành ngữ có câu, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Hoàng thượng sẽ chấp thuận ngươi thôi. Tất Nguyệt mặc dù đã ghi lại tất cả nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm, như này liệu có được không hả? Thẩm Trọng cẩm tỏ ra rất tự tin, ngươi không phải cố ý khi quân lại muốn thật tâm làm nữ quan thì không vấn đề gì đâu. Nhưng tội khi quân lại dễ dàng bỏ qua vậy sao? Thẩm trọng cầm hết lời động viên tất nguyện, nhưng cô vẫn lo sợ sở thanh hoàng sẽ đánh mình. Thế là anh bật cười, sao phải đánh ngươi chứ, đừng tự dọa bản thân nữa, không giúp ích được gì đâu. Nhưng mà hai người nói chuyện một lúc thì đã đi đến trước cổng điện thái giám. Nguyên bảo niềm nở nói có thể yết kiến rồi. Thẩm trọng cầm nghiêm túc nhìn tất nguyện, đừng sợ, nói những gì cần nói. Hơn nữa, còn có ta ở đây mà, cô cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của mình. Ừm, ta không sợ, nhìn tất nguyệt vào một mình thẩm trọng cẩm không yên tâm chút nào anh muốn đi theo nhưng đã bị nguyên bảo ngăn lại thẩm đại nhân bệ hạ chỉ triệu kiến mình tất nguyệt ngài vẫn nên đợi ở ngoài đi vậy được thôi tất nguyệt lo lắng mồ hôi nhễ nhãi, nhãi cả chán không phải chứ một mình mình thôi sao tất nguyệt lủi thủi bước vào bên trong trước mặt là sở thanh hoàng đang cạm cụi viết gì đó cô lúng túng nhìn ngó xung quanh thì ra hành cung của bệ hạ là như vậy thật an tĩnh mãi suy nghĩ về nó mà quên mất sở thanh hoàng đang nhìn mình thấy tất nguyệt có vẻ không tập trung sở thanh hoàng cất tiếng hỏi ngươi đến rồi tất nguyệt giật mình vội quỳ xuống bẩm báo thảo dân tất nguyệt tham kiến nữ hoàng bệ hạ ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế sở thanh hoàng gọi tất nguyệt tới quỳ gần mình một chút tất nguyệt nhanh chóng di chuyển lên phía trước thấy khoảng cách này đã ổn hơn sở thanh hoàng quan sát một hồi rồi hỏi ngươi chính là tất nguyệt tất nguyệt lo lắng vã cả mồ hôi bẩm bệ hạ thảo dân là tất nguyệt sở thanh hoàng hỏi liên tục không để tất nguyệt có thời gian nghỉ ừm um, trong nhà còn người không Tất Nguyệt run run trả lời, song thân của Thảo Dân còn còn có một huynh trưởng. Nghe đến đây cô mới thấy tò mò, huynh trưởng của ngươi cũng đọc sách ư, ừ, huynh trưởng chỉ coi là biết chữ, học thức không cao. Sở Thanh Hoàng liền nói, vậy nếu ngươi đỗ bảng thì có thể coi là dạng danh tổ tông rồi. Tất Nguyệt nghe xong vội vàng giải thích, Thảo Dân không vì công danh lợi lộc, mà hy vọng thực hiện được trách nhiệm của bản thân, làm chút chuyện cho bách tính. Sở Thanh Hoàng nghe qua cũng có vẻ ổn đấy, nhưng cô còn muốn biết thêm về cô gái này. Cô cau mày hỏi, ừm, còn gì nữa không? Bị hỏi đột ngột như vậy, Tất Nguyệt im lặng một hồi lâu, ta còn có gì để nói, Thẩm đại nhân cũng chưa từng dạy, còn, còn có. À đúng rồi. Bệ hạ thích người cầu tiến, lẽ nào bệ hạ nhìn ra rồi. Loay hoay một hồi thì Tất Nguyệt cũng có câu trả lời, Im cô có vẻ hơi sợ sệt, nhưng vẫn nói rất to. "Thảo, Thảo dân cũng ngưỡng mộ bệ hạ, nguyện cống một phần sức vì nữ tử tự cường." Sở Thanh Hoàng hỏi lại, "Nữ tử tự cường là gì, ngươi giải thích xem." Tất Nguyệt lo lắng ra mặt, cúi đầu hối lỗi, "Bẩm, bẩm bệ hạ, thảo dân thảo dân nữ giả nam trang tham gia thi đây là tội khi quân bệ hạ bệ hạ có thể đừng giết ta không ta ta còn trẻ không muốn chết sở thanh hoàng bật cười nếu đã biết là tội khi quân còn dám phạm ư tất nguyệt run run nói thảo dân biết tội nhưng nữ tử không có tư cách tham gia thi nếu không nữ giả nam trang đời này của thảo dân sẽ không có cơ hội gặp mặt hoàng thượng nếu bệ hạ giết ta thì có thể có thể tha cho nhà của thảo dân không xin bệ hạ ân điển thấy tất nguyệt lo sợ như vậy sở thanh hoàng cũng không muốn làm căng nữa cô cười hiền tử, ai nói ta muốn giết ngươi, ngươi tự lấy ghế ngồi đi. Tất Nguyệt kinh ngạc, Thảo Dân được ngồi ư? Ừm, ngồi xuống rồi nói tiếp. Tất Nguyệt nhanh chân đi tìm ghế rồi ngồi xuống cạnh Sở Thanh Hoàng chăm chú lắng nghe. Chậm thấy ngươi đúng là một cô nương thú vị, chậm sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không liên lụy người nhà, ngươi không cần phải lo lắng. Tất Nguyệt quá đỗi cảm kích, luôn miệng đa tạ Sở Thanh Hoàng, tạ nữ hoàng bệ hạ, bệ hạ đã sớm biết thần là nữ tử ư? Sở Thanh Hoàng gật đầu, thầm trọng cẩm đã cầu tình trước cho ngươi rồi nói ngươi có khổ tâm, khuyên chậm nương tình. Tất Nguyệt bất ngờ vì thẩm trọng cẩm lại đối tốt với cô như thế, bình thường trông có vẻ không đứng đắn thế mà lại cầu tình thay ta. Nhìn bộ dạng này của cô, Sở Thanh Hoàng thử thăm dò, tội khi quân đương nhiên không dễ tha, có điều nếu thẩm đại nhân nguyện lấy tính mạng bảo đảm, thì chậm cũng nể mặt hắn. Tất Nguyệt lại một phen hú vía, lấy tính mạng bảo đảm ư, ta quả thật đã hiểu lầm cho thẩm đại nhân rồi. Sở Thanh Hoàng lại nói, chậm luôn có suy nghĩ để nữ tử vào triều, nếu ngươi nữ giả nam trang vào triều, học thức cũng không tồi sau kỳ thi đến chỗ chấm làm việc đi. Tất Nguyệt vui mừng vội quỳ gối cảm tạ, Thảo Dân nhất định sẽ một lòng trung thành, tuyệt đối không dám có tâm tư khác. Sở Thanh Hoàng cũng nói thẳng, chấm không lo ngươi có tâm tư khác, chỉ cần mạng ngươi đủ cứng là được. Nghe vậy Tất Nguyệt cũng có chút lo sợ, Thảo Dân không dám. Nói rồi Sở Thanh Hoàng cho cô lui, nếu không còn chuyện khác thì lui xuống đi. Vâng, Thảo Dân cáo lui. Sau khi ra ngoài thẩm trọng cầm chạy ảo đến hỏi thăm tình hình, Tất Nguyệt mồ hôi vẫn còn nhễ nhại như khi đứng trong đó sao, bệ hạ không làm khó ngươi chứ? Tất Nguyệt nhẹ nhàng nói, bệ hạ đúng như thẩm đại nhân nói rất khoan dung. Lại nói thẩm đại nhân dùng cả tính mạng bảo đảm cho học sinh, học sinh không có gì báo đáp. Thẩm trọng cẩm cười, nào có, chỉ là ta tiện tay thôi mà, sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi thừa nhận thân phận nữ tử với bệ hạ rồi ư? Tất Nguyệt gật đầu, ừm, ta tự nói ra, cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Thẩm trọng cẩm lo lắng, ngươi không sợ bệ hạ trị tội sao? Vốn đã mang tội trên người không bằng thừa nhận một lần, tất nguyệt cười khổ. Thẩm trọng cẩm vô cùng ngạc nhiên, không hổ là nữ giả nam trang, vậy mà gan lớn như vậy cô ta đúng là không giống nữ tử bình thường mà tất nguyệt bèn cúi người nói lời cảm tạ thẩm trọng cẩm học sinh nhiều lần vô lễ với đại nhân mong thẩm đại nhân không nghi hận học sinh cảm kích vô cùng thấy vậy anh cũng rất khách sáo bổn đại nhân không cần cảm kích của ngươi nếu ngươi để ý trong nhà thiếu một thiếp thất không bằng ngươi lấy thân báo đáp đi lời này của thẩm trọng cẩm trực tiếp làm cô ngơ ngác ta coi ngươi là ân sư vậy mà ngươi lại có ý đồ bất chính như vậy sao video xin tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn đã đón xem hết video đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé chúc các bạn có một ngày vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau